Chương 101, tiền tài nhạ họa. Hàn Lập xuất phát từ quê nhà, hướng đông nam mà đi thẳng đến Lam Châu. Trên đường đi, có lúc hắn cùng người khác kết thành bạn đường cùng vượt qua các thành thị đông đúc, cũng có khi vì muốn rút ngắn quãng đường, một mình đi qua nơi hoang sơn dã địa. Nửa đường, cũng chưa có việc nguy hiểm gì phát sinh, chỉ duy nhất một lần ngoài ý muốn, khi chú đêm ở một nơi hoang dã, gặp phải mấy con sói hoang đói đến đỏ mắt, kết quả chúng biến thành bữa cơm tối trong bụng Hàn Lập. Lần đi đường này, hắn ngàn dặm phong trần, Liên tiếp đi qua hai châu khác mới khổ cực vạn phần tới được Lam châu. Vừa vào tới địa giới của Lam châu, Hàn Lập rất kinh ngạc với sự phát đạt của giao thông đường thủy ở đây. Nên biết rằng, gã vốn ở Việt châu, nơi mà hơn phân nửa đều là hoang sơn dã lĩnh, đa phần sống trên khâu lăng sơn, chưa cần nói đến kênh đào lớn, ngay cả những con sông nhỏ cũng chẳng có bao nhiêu, nước ăn đa phần là nước giếng và nước suối là chính. Cho nên, Hàn Lập rất hứng thú với việc nhiều loại thuyền đi lại như con thoi trên mặt nước cuối cùng không nhịn được hiếu kỳ, gã đã bao luôn con thuyền nhỏ này, lần đầu tiên thưởng thức hương vị của việc đi thuyền. Kết quả sau mười mấy ngày, Hàn Lập thuận buồm xuôi gió đến được thành Gia Nguyên, nơi mà mặc Đại Phu nhắc đến trong thư, đặt chân lên một bến đò nhìn không ra sao này. Ấn tượng đầu tiên của Hàn Lập đối với bến đò này là nó quá cũ nát. Toàn bộ bến đò đều là dùng loại gỗ tạp để dựng lên, địa phương này không những nhỏ bé thô lậu, mà nhìn đông nhìn tây trông nó như một cái giỏ rách nát, như một cái túi thủng, rõ vẻ hỗn loạn và bẩn thỉu hơn nữa bên trong hai tòa nhà dự bằng trúc ở trên bến đò có khoảng chục gã đại hán khỏe mạnh đang đứng tay trần trên mình chỉ khoác một chiếc áo cộc tất cả đều để lộ ra một vẻ khỏe mạnh hung hãn lúc này đám đại hán đang nhìn chằm chằm vào gã và khúc hồn có người trong ánh mắt lộ rõ nhãn tình khẩn trương hàn lập sừng sốt một lúc nhưng lập tức mỉm cười trước lúc rời thuyền để lên bến thuyền phu trèo thuyền đã nhiệt tình cảnh báo gã ở bến đò của thành gia nguyên có một quy định bất thành văn không cần biết khách thương khi lên bờ mang theo bao nhiêu vật phẩm, đều phải dùng tiền thuê một gã khổ lực mang vác đồ dùng. Nếu không làm như thế, liền gặp phải sự đối xử dã man của khổ lực và kiệu phu, có khi còn bị đánh cho một trận không chừng. Hàn lập lần đầu tới đây, gã không hề có ý nghĩ phá hỏng các quy định đã có ở đây, cho nên hiền lành nói một câu, ta muốn thuê kiệu phu, có người đến không? Lúc này tôn nhị cầu đã thu ánh mắt của mình lại. Thông qua một phen vừa thẩm tra, trong lòng hắn đã nhận định thiếu niên nhân vừa lên bờ, Quá nửa là một thiếu gia của một địa chủ, còn gã cự hán kia chắc chắn là bảo tiêu. Tổ hợp như thế này, hàng năm tại Giang Nguyên Thành xuất hiện rất nhiều, bọn họ đến đây để đại khai nhãn giới, xài chút tiền, sau đó oai phong rực rỡ đi về, cho nên không cần phải để ý, bất quá dạng người này rất thích oai phong, là con mồi ngon lành. Chỉ cần hơi cung kính nói với bọn họ vài câu dễ nghe, mấy lão già nhà quê này ngoài việc trả tiền vận chuyển đã nói từ trước ra, thông thường còn không hạn chế số tiền thưởng thêm cho nên đối với những người được thuê mà nói, cũng là việc làm ăn rất tốt đẹp. Nhưng, lần làm ăn này, lại không đến được bên hắn. Do hắn và Hắc Hùng đã ước định trước, song phương. Luân phiên tiếp nhận việc làm ăn, ai cũng không được phép tranh đoạt, việc làm ăn cho dù là tốt xấu hay lớn nhỏ, đều dựa vào vận khí của hai bên mà quyết định, mà hôm qua bọn hắn mới tiếp nhận một chuyến xong, cho nên lần này nên do người bên Hắc Hùng tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Tôn Nhị Cẩu nhìn sang phía bên kia một cái, chỉ thấy Hắc Hùng đang đối mặt với thủ hạ vây bốn phía xung quanh, thấp giọng nói vài câu sau đó một đại hán hưng phấn chạy ra khỏi đám người đang đứng phóng về phía thanh niên nhân kia không được một mình ngươi không chuyển được đồ đâu tốt nhất là tìm thêm một người nữa hàn lập nhìn đại hán thập phần cường tráng ở phía trước mặt mình rồi nhìn bao đồ quá to ở trên người khúc hồn nhẹ nhàng lắc đầu vị thiếu gia này ít đồ như vậy ta chỉ cần một tay cũng nhắc lên được không cần gọi thêm người đâu đại hán không muốn có thêm người đến để phải chia số tiền công của mình hơn nữa hắn cũng không cho rằng cái bao đồ kia quá nặng tới mức bản thân mình vác không được, trừ phi trong đó toàn là đá tảng. Nói xong, đại hán đi tới trước mặt khúc hồn, không nói năng gì liền giật lấy bao đồ. Hàn lập thở dài một hơi, trong bao đồ này có mấy ngàn lượng bạc trắng, hãy còn vài món đồ linh tinh khác, cũng khá nặng, người bình thường căn bản không thể chịu đựng được. Nhưng gã nhìn người nọ nhiệt tình như vậy, bất đắc dĩ chỉ còn cách thầm bảo khúc hồn đem bao đồ đưa cho người đó, đừng có tranh đoạt với hắn. Quả nhiên, đại hán vừa tiếp nhận bao đồ, lập tức sắc mặt đại biến, hắn cố sức cõng bao đồ trên lưng đi chưa được vài bước mặt đã đỏ tới mang tai thở hồng hộc chỉ còn cách xấu hổ đặt bao đồ xuống đất chạy về gọi thêm một người nữa hàn lập nhìn thấy hai người rốt cục cũng có thể nhấc bao đồ lên mới hài lòng gật đầu bước nhanh rời khỏi bến đỏ dọc theo con đường mà đi vào trong thành hàn lập tịnh không biết gã vì kinh nghiệm gian hồ chưa đủ đã khiến cho hai ánh mắt tham lam chú ý tới mình sắp gặp phải những phiền phức không đáng gặp tôn nhị cẩu nhìn bóng lưng của người tuổi trẻ nọ dần dần đi xa cuối cùng cũng đã thu lại ánh mắt đang thèm thuồng hắn giữ chặn sự vui mừng và sợ hãi ở trong lòng không nhịn được quay sang đầu liếc nhìn hắc hùng đang đứng đối diện bên kia hắn biết rõ trong bao đồ chứa một lượng tài phú cực lớn chắc chắn cũng không qua được mắt của đối phương quả nhiên gương mặt của hắc hùng cũng có sự vui mừng và sợ hãi lúc này hắn do dự một lúc sắc mặt giống như tôn nhị cầu tôn nhị cầu lập tức lĩnh hội được liền đi tới phía sau một đống rác gần đó đứng trước một đống tiền tài to như vậy khác gì có thù sát phụ đoạt thê tôn nhị cầu tự nhiên biết nên cùng hợp tác với đối phương nói cho cùng là người chết vì tài chim chết vì ăn năm năm tôn nhị cầu thấp giọng vào thẳng chủ đề ba bảy đây vốn dĩ là vụ làm ăn của bên ta hắc hùng cự tuyệt không chút khách khí bốn sáu không thể ít hơn được nữa ngươi nên biết lý do ngươi vừa mới nói không hề vững tôn nhị cầu nghiêm mặt lời nói phảng phất mùi máu vậy hắc hùng bắt đầu do dự hiển nhiên hắn vẫn còn tham không muốn chia mất một phần lợi ích. Hừ, ngươi cứ nghĩ một lúc đi, chỉ sợ người của bang phái khác lại trợn mắt nhìn dê béo này hừ lên một tiếng, tôn nhị cầu lạnh lùng nói. Được rồi, quyết định như vậy đi, chúng ta vỗ tay để thấy hắc hùng rõ ràng đã bị những lời nói kia làm rung động, cuối cùng đã đáp ứng. Bốp, bốp bốp tôn nhị cầu và hắc hùng cùng nhổ một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, cũng nhau vỗ ba cái, tạm thời kết thành minh ước. Tốt lắm, chúng ta nhanh đuổi theo đối phương, không tiểu tử này lại đi vào chỗ đông người mất, tôn nhị cầu vội vàng thúc giục. Hắc hắc, ngươi cứ yên tâm, ta đã cho hai tên thủ hạ, dẫn bọn chúng tới hẻm hắc thủy rồi, hiện giờ đuổi theo, vừa lúc tóm được bọn chúng, hắc hùng đột nhiên lộ ra nụ cười gian xảo không hề tương xứng với tướng mạo của hắn. Thật tốt rồi, kế hoạch tốt, lão đệ. Mặt ngoài tôn nhị cầu lộ ra sự kinh hỉ, trong lòng thì lại dùng mình, càng gia tăng thêm sự đề phòng đối với hắc hùng. Chương 102, Cách sát, Vừa ra khỏi bến đò, Hàn Lập liền cho hai tên kiệu phu đi đằng trước, để bọn chúng dẫn mình tới khách sạn gần đó, dự định nghỉ ngơi một lát, rồi mới lo lắng tới các việc khác. Hai gã đại hán lớn giọng đáp ứng, dẫn bọn Hàn Lập đi vào trong thành, nhưng trên đường đi đổi hướng liên tục, mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của khách sạn nào cả. Hàn Lập tuy vẫn đi theo sau hai tên kiệu phu, nhưng nhìn thấy trên đường đi, càng ngày càng vắng vẻ, người qua lại cũng càng ngày càng ít, cũng khẽ nhíu mày. Cho dù gã chưa có kinh nghiệm dừng chân nghỉ ngơi ở những đại thành trấn nhưng cũng biết, một khách sạn không thể nào xây ở khu vực yên tĩnh, ở nơi này làm gì có khách nào đến. Bởi vậy khi bị dẫn tới một chỗ cái hẻm hết sức dơ bẩn, bên trong đen đúa, Hàn Lập cười khổ, cảm thấy bản thân mình nên lập tức bắt giữ hai người kia lại, đánh đập tra khảo một phen, xem chúng rốt cuộc là có ý đồ gì. Đúng lúc Hàn Lập định ra tay, sâu bên trong hẻm ở phía trước, bỗng xuất hiện mười mấy đại hán, đám người này trông rất quen mắt, hình như đã nhìn thấy chúng tại bến đò. Đám đại hán này, cầm trong tay đủ các loại đao nhọn, gậy sắt lúc này đang nhìn hàn lập và khúc hồn với ý đồ xấu xa còn hai tên kiệu phu đang vác bao đồ trong nháy mắt đã chạy vọt vào trong đám người đó quay đầu hướng về phía hàn lập cười hắc hắc gian tà. hàn lập thở dài xem ra không cần tra khảo đánh đập cũng đã biết mục đích của đối phương rồi không nghĩ tới vừa đến cố hương của mặc đại phu đã gặp phải vở kịch mưu tài hại mệnh tiểu tử đừng trách chúng ta độc ác ai bảo ngươi mang theo nhiều bạc trắng đến thế muốn trách thì trách số ngươi không tốt một âm thanh thô hào từ phía sau chuyển lại Hàn lập xoay người nhìn, đằng sau cũng xuất hiện bảy tám tên trắng hán, cầm đầu bởi hai tên, một tên vai to lưng rộng da đen xanh, một tên đầu méo mắt chuột dáng gầy gò, đó chính là Hắc Hùng và Tôn Nhi Cẩu. Cái việc mưu tài đoạt mệnh, sát nhân đoạt tài này, hai người bọn chúng cũng không phải lần đầu làm, nên bọn chúng đều biết, chỉ cần đem việc này làm cho gọn gàng sạch sẽ, không lưu lại một người nào, nó sẽ giống như việc một người không ở nơi này mất tích, cho dù có người đi báo án, quan phủ chắc chắn sẽ không để ý tới. Dù sao ở đây, số người mất tích hàng năm rất nhiều, không thể nào ai ai cũng đi tìm cả. Vì vậy sau khi Hắc Hùng nói xong, cũng không chần chừ, đưa ánh mắt về phía mười mấy tên đại hán kia, đám người kia liền huy động hung khí trong tay, hung hăng vọt lên vây quanh Hàn Lập và Khúc Hồn. Hàn Lập nhìn bộ dáng hung ác muốn giết người của bọn chúng, trong mắt không khỏi lóe lên một tia sát khí, gã nhìn ra rằng đây không phải là lần đầu đám người này làm như vậy, không thì người của bọn chúng đã không toát ra mùi máu tươi như vậy giết bọn chúng không cần lưu tay hàn lập lạnh lùng ra lệnh cho khúc hồn khúc hồn vừa nghe xong lời của hàn lập thấp giọng giống lên vài tiếng trong tiếng giống có mang theo vài tia hưng phấn đâm đầu sông vào đám người đang đến hô một tiếng hắn xuất ra một quyền nhanh như thiểm điện đánh vào đầu của một tên đại hán tên đại hán đó lập tức giống như một bao cát bay thẳng vào tường đá máu tươi và não tương chảy xuống đất cái đầu chỉ còn dư lại một bên não mà lúc này một thanh đao nhọn và một cây thiết bổng thừa dịp dáng vào sau lưng khúc hồn. Khúc hồn không thèm quay đầu, một tay vung về phía sau, hoa lên nửa vòng, phanh phanh hai tiếng, binh. Khí của hai tên đại hán kia vừa tiếp xúc với tay hắn liền bay lên không trung, hổ khẩu của hai tên liền chảy máu. Ngay sau đó một chân khúc hồn chống đất, chân kia như liêm đao, hướng ra sau quét nhanh một cái. Hai tên đại hán kia lập tức bị đá ngay vào bụng, bay ra xa hơn một trượng, nằm bất động trên mặt đất. Một màn này, khiến cho người ngoài chứng kiến đều hít vào một ngụm khí lạnh còn những tên đại hán đang vây quanh hắn thì càng lộ vẻ sợ hãi, có chút trần trừ không dám tiến lên. Nhưng cho dù bọn chúng đã dừng tay, khúc hồn vẫn không khách khí, lại đánh nát đầu của hai tên bên cạnh, không có mệnh lệnh của Hàn Lập, hắn sẽ không chủ động dừng tay. Mặt của Tôn Nhị Cẩu và Hắc Hùng rất khó coi, rõ ràng là bọn chúng đã nhìn nhầm, tên này không phải là bảo tiêu bình thường, dĩ nhiên rất khó nhúng tay vào. Giết cự hán này, mỗi người được thưởng 20 lượng. Trong lòng Tôn Nhị Cẩu chợt có dự cảm bất thường, vội vàng xông đến bên cạnh mấy vị cao thủ ban ra trọng thưởng người bên cạnh hắn và hắc hùng vừa nghe những lời ấy trên mặt đều lộ vẻ vui mừng những người này đều mới biết một chút công phu thô thiển bên ngoài tự nhiên không nhận ra được cách biệt như trời và đất giữa bọn chúng và khúc hồn lại cho rằng đối phương chẳng qua là khí lực hơn người thân thủ chỉ hơn mình một chút mà thôi cho nên tịnh không hề sợ hãi gì cả bây giờ dưới sự kích thích của trọng kim đều xông về phía khúc hồn hắc hùng nghe mấy lời của tôn nhị cẩu xong Cơ nhục trên mặt có rút một lúc, liền trầm mặt không nói năng gì, chỉ là một quang phiêu hốt bất định lườm đi lườm lại trên người Hàn Lập. Hắc Hùng lúc này, chính là đang không ngớt kêu khổ trong lòng. Hắn và Tôn Nhị cầu không giống nhau, để có thể đạt đến địa vị ngày hôm nay, hắn toàn dựa vào sự dám liều dám giết của mình, đao thật thương thật để đổi lấy, cho nên hắn không những thân thủ không tồi, công phu của bản thân miễn cưỡng có thể gia nhập hàng cao thủ hạng 3, mà nhãn lực cũng cực kỳ tốt. Bởi vậy khi hắn nhìn thấy khúc hồn xuất thủ, tim liền lặng đi một lúc, lặng đến tận cùng hắn nhìn một cái liền nhận ra thân thủ khúc hồn rất cao cho dù bang chủ của hắn có tới cũng không nhất định có thể giành được phần thắng càng không cần nói đến đám tiểu miêu tiểu cầu bọn hắn nhưng hắn cũng không dám quay người bỏ chạy bởi vì biết rõ cự hán này vẫn chưa xuất hết toàn lực nếu như hắn nhìn ra được ý muốn chạy trốn của mình sợ là cái chết lại đến sớm hơn vì để giữ lại cái mạng mình xem ra chỉ còn cách đánh thanh niên dáng về nhà quê kia thôi rất hiển nhiên là thân phận của thiếu niên nhân này cao hơn nhiều so với cự hán chỉ đem người này ra uy hiếp mới có khả năng chạy trốn. Còn về đám bạc trắng kia, có nói gì đi nữa hắn cũng không dám cướp nữa, có bảo tiêu lợi hại như vậy ở bên cạnh, sao có thể là một vị thiếu gia con nhà địa chủ gì đó, rõ ràng là công tử của một thế gia đại tộc, nhàn rỗi giả trăng ra ngoài đi dạo. Ngày hôm nay có thể chạy trốn, coi như dựa vào thần Phật phù hộ, nếu như còn đem theo bao đồ nặng như thế đi, vậy thì đừng có nghĩ gì nữa. Hắc Hùng nghĩ đến đây, liền nhân cơ hội mấy tên thủ hạ đang xông lên, hướng về tôn nhị cẩu nháy mắt xong, nhẹ nhàng tới sát giữa sân. Chương 103, thu phục. Hàn Lập đứng thẳng quay lưng về phía Hắc Hùng, mặt hướng về phía đám người đang đánh nhau, Hắc Hùng mặc dù cước bộ rất nhẹ, nhưng làm sao có thể qua được tai mắt của Hàn Lập. Cho nên khi Hắc Hùng chỉ còn cách Hàn Lập vài bước chân, bắt đầu với bộ dáng hung thần mãnh liệt xông tới, thân Hàn Lập khẽ động một cái, toàn thân người đột nhiên biến thành quỷ dị đứng đối mặt với Hắc Hùng, nhìn Hắc Hùng đang xông tới mà cười. Hắc Hùng thất kinh, nhưng người đã nhào tới, căn bản không cách nào quay lại, chỉ còn cách hét lớn một tiếng, vươn đôi tay dài đầy lông đen, hung hăng chụp lấy đối phương, trong lòng hắn cầu khẩn thanh niên này tốt nhất là không có kinh nghiệm gì về việc đánh nhau, sẽ bị bộ dáng hung ác của hắn chế trụ, để hắn đắc thủ trong nháy mắt. Hàn Lập nhìn tên đại hán không biết sống chết dám ra tay với mình, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, bụp một cái, người đang trước mặt Hắc Hùng đột nhiên biến mất. Hắc Hùng thầm kêu không hay, vội vàng dừng bước, muốn quay đầu lại để bỏ chạy, nhưng đột nhiên thấy sau cổ lạnh toát một mũi kiếm sáng như tuyết từ trong yết hầu của hắn lòi ra, rồi đột nhiên không thấy đâu. Hắc hùng vội vàng lấy tay che kính yết hầu đang phun máu phì phì, muốn nói điều gì đó, nhưng từ trong cổ họng chỉ phát ra vài tiếng khô khốc, rồi chân tay tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt tôn nhị cẩu cũng biến thành vàng như sáp, hắn tận mắt thấy thanh niên kia như u linh chuyển tới phía sau hắc hùng, sau đó rút từ hông ra một thanh nguyễn kiếm, thanh kiếm dễ dàng đâm xuyên qua yết hầu của hắc hùng. Lúc này đối phương đang rút ra một mảnh vải trắng, lau chùi thanh lợi kiếm sáng lóa mắt kia. Thanh niên này tự hồ như cảm thấy sự chú ý của Tôn Nhị Cẩu, hắn ngẩng đầu, hướng về phía Tôn Nhị Cẩu cười một cái. Tôn Nhị Cẩu lập tức giống như nhìn thấy rắn độc, vội vàng thu ánh mắt lại, hôm nay hắn đối với cái chết của Hắc Hùng, không những không có chút cao hứng, mà ngược lại trong lòng tràn ngập cái cảm giác thỏ tử hồ bi, thỏ chết cáo buồn. Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, thanh niên nhân này đâu phải là con dê béo, rõ ràng là đoạt mệnh Diêm Vương, mà đám tiểu quỷ bọn hắn, tự nhiên lại tự mình hồ đồ đâm đầu vào tay của diêm vương ra này thật đúng là tự đi tìm chết lúc này cái duy nhất mà tôn nhị cẩu trông chờ vào đó là đám thủ hạ kia có thể chế phục được cự hán như thế thì còn có đường mà liều mạng có thể đàm phán điều kiện với đối phương bảo trụ được tiểu mệnh của mình nhưng khi tôn nhị cẩu chú ý đến tình hình bên phía cự hán liền ngây người như con gà gỗ hơn hai mươi đại hán toàn thân đầy máu đang nằm bất động trên mặt đất còn cự hán đang khoanh tay đứng thẳng ở đó thấy tôn nhị cầu nhìn mình, liền lạnh lùng cùng hắn đối nhãn. Tuy đã có nón che mất không thể nhìn rõ diện mục của cự hán, nhưng tôn nhị cầu vẫn cảm nhận một cỗ ý nghĩ đầy máu tươi của giã thú nọ đang sống đến, khiến cho khuôn mặt hắn đang từ vàng như sắp chuyển thành tái nhợt. Hàn lập vẫn lạnh lùng theo dõi thần tình biến hóa của tôn nhị Cẩu, gã nhìn ra đám người này không biết một chút võ công, hơn nữa hiện tại đang cực kỳ sợ hãi, nên không có chút hứng thú với việc tự mình ra tay đối phó với đám người này. Khúc hồn, giết hắn đi, cuối cùng Hàn Lập đã quay đầu nói. Đừng! Ta đầu hàng, ta tình nguyện hiến dâng toàn bộ gia tài cho công tử, ta nguyện làm châu ngựa cho công tử, ta biết hết thảy tin tức lớn nhỏ tại. Gia Nguyên Thành, có thê vì công tử mà ra sức khuyển mã. Tôn nhị cẩu thấy cự hán giống hệt ác ma đang từng bước tiến tới gần mình, sợ đến nỗi mùn rùn ngã lăn xuống đất, mồm miệng vì hoảng sợ quá mà nói ra đủ lời cần xin. Ồ, Hàn Lập vốn dĩ không để ý tới mấy lời của Tôn nhị cẩu, nhưng khi nghe thấy đối phương thông hiểu tin tức lớn nhỏ của gia nguyên thành trong lòng chợt động có vài phần hứng thú tạm thời dừng tay Hàn lập hô lên để ngăn khúc hồn không bẻ gãy cổ tôn nhị cẩu tiến lên vài bước đến trước mặt người này ngươi rất quen thuộc gia nguyên thành sao Hàn lập cười hỏi bộ dạng rất chi là lương thiện vừa mới nhìn thấy sự lạt thủ vô tình của Hàn lập tôn nhị cẩu nào dám có chút chậm trễ, hắn run rẩy nói liên tục rất quen cực kỳ quen tiểu nhân vốn lớn lên ở gia nguyên thành, đối với mỗi ngọn cây ngọn cỏ ở đây, đều như trong lòng bàn tay. Giờ phút này hắn như túm được cành cây cứu mạng, hận không thể đem những lời vừa nói khoa trương thêm 10 phần, để đối phương thấy mình hữu dụng. Hàn Lập nghe câu trả lời xong, sờ sờ mũi mình, rồi nghiêng đầu suy nghĩ, tiếp theo rút từ trong ngực ra một cái bình sứ. Từ trong bình, gã lấy ra một dược hoàn màu trắng to như lòng nhãn, đưa cho tôn nhị cẩu. Hoặc uống nó, hoặc là chết. Hàn Lập nói rất dứt khoát, tôn nhị cầu tay cầm dược hoàn có chút run rẩy hắn nhìn vật trong tay có chút do dự không quyết nhưng khi mục quang tiếp xúc với nhãn thần lạnh như băng phía đối diện run rẩy vài cái rồi ngửa đầu nuốt trôi dược hoàn tốt có vậy ta mới tin tưởng ngươi hàn lập hài lòng gật gật đầu viên thuốc này gọi là hủ tâm hoàn là độc môn bí dược của ta một tháng phải dùng giải dược một lần không thì lục phủ ngũ tạng nát như mà chết tin rằng ngươi là người sáng suốt không hai ý ba lòng hàn lập âm trầm nói Tuy tôn nhị cẩu đã sớm có chuẩn bị trong lòng, nhưng nghe xong dược tính sau khi sử dụng dược hoàn, mặt như có tang, cúi đầu ủ rũ. Ngươi yên tâm, chỉ cần giúp ta hoàn thành việc ở Gia Nguyên Thành, ta sẽ giải độc, trả lại tự do cho ngươi. Dựa vào thân thủ của ngươi, ở nơi khác ta không thèm dùng hàn lập, quá biết tác dụng của cây gậy và củ cà rốt, mới có thể khiến cho người khác dốc lòng làm việc cho mình, nên cho tôn nhị cẩu một hy vọng có thể giải thoát. Thật sao, công tử? Tôn nhị cẩu vừa nghe lời ấy, tinh thần chấn chỉnh lên một ít số bạc trắng này để lại cho ngươi đi làm việc trước tiên giải quyết việc ở đây một chút ta không muốn người khác biết hết thảy những gì phát sinh tai đây hiểu chưa hàn lập ném cho tôn nhị cầu một túi bạc vụn nhẹ nhàng ra lệnh tôn nhị cầu tiếp lấy túi bạc nhắc nhẹ xem cân nặng hơi nặng nặng sợ rằng trong đó có hơn trăm lạng bạc vụn hắn lộ rõ vẻ mặt vui sướng đột nhiên cảm thấy làm việc cho vị thanh niên nhân cực kỳ hào phóng này cũng không hẳn là một việc xấu công tử ra yên tâm, ta tuyệt đối đem sự việc việc ở đây xử lý thỏa đáng, sẽ không mang lại phiền phức cho người đâu. Hắn ta cười nịnh nọt, vỗ ngực nói, tốt lắm, ta đi trước, tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút. Sáng mai, ngươi lại tìm ta, chắc hẳn thân là địa đầu xa ở đây, ngươi sẽ dễ dàng tìm ra hàn lập không chút khách khí phân phó. Vâng, vâng, sáng mai, ta nhất định tới đúng giờ, nghe theo sai khiến của công tử. Tôn nhị cẩu đi đến bước thế này, cũng rất thông minh mà tiến vào làm thủ hạ dưới trướng Hàn Lập. Hàn Lập cười một cái, gọi khúc hồn cõng bao đồ, chậm rãi rời. Khỏi, đi được một đoạn dài, Hàn Lập quay đầu nhìn Tôn Nhị Cẩu một cái, thấy hắn vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ, dùng mắt đưa tiễn mình, bộ dáng rất là trung tâm xích đảm. Có ý tứ. Hàn Lập đột nhiên cảm thấy người này thập phần thú vị, rất có mắt nhìn, không biết chừng có thể dùng được vào nhiều việc. Chương 104, tình báo. Kinh giao hội mà ta sáng lập, bang chúng phổ thông có 6 vạn 4 nghìn người, hạch tâm bang chúng có hơn 7 nghìn, đứng đầu trong số 3 vị bá chủ ở Lam Châu, tổng đà đặt tại Giang Nguyên Thành, Phân Đà có, cả đời cưới năm bà vợ, sinh được hai nữ, thu đồ đệ, đại phu nhân Kim Thị, tính cách ôn thuận, con duy nhất của Kim Sư tiêu cục tổng tiêu đầu Kim Sán, đã bị hại mà chết, để lại một con gái tên là Mạc Ngọc Châu. Nhị phu nhân Lý Thị, thông tình đạt lý, con gái một nhà đại hộ, chưa sinh con cái. Tam phu nhân Lưu Thị, tính cách mạnh mẽ, nhưng hơi có dã tâm, thân muội của Khúc Lăng thành trường phong môn môn chủ, chưa sinh con cái, cần chú ý nhiều đến. Tứ phu nhân Nghiêm thị, biểu muội của ta, tính cách trầm ổn, tâm kế hơn người, có phong phạm đại gia, sinh dưỡng một con gái mặc thải hoàn, lúc ta sắp đi đại bộ phận quyền lợi của kinh giao hội đã chuyển sang tay Nghiêm thị, có thể tín nhiệm. Ngũ phu nhân Vương thị, trầm mặc ít nói, đối với ta một mảnh si tâm, vốn là nha hoàn của đại phu nhân Kim thị, chưa sinh con cái, âm thầm có lực lượng bí mật, nhưng tuyệt đối tín nhiệm nghĩa nữ mặc phượng vũ nguyên là con gái của thủ hạ tâm phúc vì cha mẹ đã chết thu nhận làm nghĩa nữ lúc ta vừa đi được 7 tuổi sáng sủa thông minh yến ca đại đồ đệ tư chất bình thường đã truyền cho tuyệt học ma ngân thủ lúc sắp đi 12 tuổi tâm tính chưa ổn định triệu khôn nhị đồ đệ tư chất hơn người đã truyền cho tuyệt học khốn long công lúc sắp đi 10 tuổi tâm tính chưa ổn định mã không thiên huynh đệ kết bái đảm nhiệm chức vụ hộ pháp kinh giao hội tính tình trong tay Hàn Lập là di thư chứa đầy bút tích của Mạc Đại Phu, đang ở trong một căn phòng tại một khách sạn có tên là Hồi Nguyên, không ngừng đi đi lại lại, đang suy nghĩ cái gì đó. Di thư viết rất tỉ mỉ, không những đem cơ nghiệp mà Mạc Đại Phu sáng lập kinh giao hôi, tả lại rõ ràng, mà còn đem tính tình thê thất của hắn ra kể lại một lần, khiến cho Hàn Lập có chút trầm ngâm. Bất quá những thứ viết trong di thư, đều là những việc gần 10 năm trước, hiện tại chắc chắn có những biến hóa long trời lở đất. Cụ thể là phải làm những gì đây? phải chăng là phải tiếp cận thê thất của Mặc Đại Phu hay là ăn trộm Bảo Ngọc rồi chạy trốn những việc này đều cần Hàn Lập phải tường tận tỉ mì hiểu rõ tình hình đã rồi mới có thể đưa ra quyết định cứ như vậy đi hôm qua thu phục được địa đầu Xà Tôn Nhị Cầu hẳn có nhiều tác dụng chắc hẳn từ miệng hắn lôi ra được nhiều tin tức hữu dụng Hàn Lập đọc kỹ di thư một lần nữa rồi đem bỏ vào trong ngực gã ngẩng đầu suy nghĩ liền đi tới bên cạnh giường ngồi xuống gã xếp hai chân, hai lòng bàn tay hướng lên trời, đặt lên trên hai đầu gối, sau đó nhắm hai mắt, bắt đầu xem xét tình hình bên trong cơ thể. Âm hàn chi độc trong đan điền, từ một tháng trước đã khuếch tán ra ngoài, ban đầu nó chỉ là một tia lúc có lúc không, nhưng hiện tại đã ngưng kết thành một hạt đậu màu đen, hơn nữa còn không ngừng to thêm. Theo dự đoán của Hàn Lập, nhiều lắm là hai tháng nữa, cỗ âm độc này sẽ hoàn toàn bộc phát ra ngoài. Đến lúc đó, gã sợ là khó mà qua khỏi. Hàn Lập đang lo lắng trong lòng, thầm quyết tâm đoạt noãn dương bảo ngọc về tay, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vào đi. Hàn lập mở mắt, lạnh lùng nói. Cửa phòng khe khẽ được mở ra, tôn nhị cẩu cúi đầu bước vào, vừa nhìn thấy hàn lập liền thi lễ, sau đó cung kính nói, công tử khỏe không? Tôn. Nhị cẩu đến xin nghe theo sự điều khiển của lão nhân ra người. Không tồi, nhanh như vậy đã tìm được ta, thật là có chút bản lãnh. Hàn lập hài lòng nói, tiếp theo gã đứng dậy, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt tôn nhị cẩu công tử gia quá khen, nếu việc nhỏ như thế này mà không làm được, thì công tử gia lưu lại tính mệnh của tiểu nhân có tác dụng gì? Trên mặt tôn nhị cầu hiện lên vẻ trung thành tuyệt đối. Hôm đó lúc đi về, tôn nhị cầu không phải không nghĩ qua sẽ đem sự việc của hàn lập báo lên cấp trên, sau đó dẫn theo cao thủ đến báo thù. Nhưng nghĩ đến việc mình đã nuốt hủ tâm hoàn, toàn bộ dũng khí liền biến mất không còn một tẹo. Trải qua cả một đêm suy nghĩ thấu đáo, hắn vẫn không có cách nào chỉ còn cách ngoan ngoãn đến gặp Hàn Lập, hy vọng sau khi giúp đỡ đối phương, đối phương sẽ thật sự cấp cho giải dược, giải trừ được hủ tâm hoàn. Hãy nói về thân phận của ngươi trước. Nhìn bộ dáng hôm đó của ngươi, tựa hồ như là một tiểu đầu mục Hàn Lập thản nhiên nói. Tại hạ là quản sự ở bến đò của Tây Thành Tứ Bình Bang, thuộc hạ có khoảng 450 tên, cũng có thể coi là một đầu mục tôn nhị cầu cung kính trả lời. Tứ Bình Bang? Hàn Lập lãnh đạm hỏi. Đúng vậy, Tứ Bình Bang đứng đầu trong 33 tiểu bang ở phía Tây Giang Nguyên Thành, có gần một nghìn bang chúng quá nửa là kiệu phu khổ lực ở bến đò bang chủ là viên tý trầm trọng sơn thủ hạ có ba vị đại hộ pháp tôn nhị cầu lập tức nói hết những gì mình hiểu biết mặc dù khai báo với người ngoài về tình hình của bang phái nhưng trên mặt hắn không có chút gì là xấu hổ cả gã đen đen cùng ta động thủ ngày hôm qua cũng là người của tứ bình bang sao không phải người đó gọi là hắc hùng là đầu mục của thiết trưởng hội một trong ba bang phái ở tây thành là đối thủ của ta tôn nhị cầu cười nịnh trả lời chỉ mỗi Tây Thành mà đã có nhiều bang phái đến thế, vậy toàn bộ Giang Nguyên Thành, số lượng bang phái khẳng định là không ít. Hàn Lập chắp tay ra sau lưng, từ từ quay về bên giường. Đúng vậy, cả Giang Nguyên Thành, tiểu bang phái từ hơn 1.000 người trở xuống có 40 mấy bang, trung đẳng bang phái 2 ba người có 7-8 bang, còn đại bang từ vạn người trở lên có hơn 3 bang tôn nhị cầu đứng tại chỗ, thật thà nói. Vậy nghe nói cho ta nghe về tình hình của đại bang, trung đẳng bang phái, tiểu bang thì không cần nói. Hàn Lập vén vạt áo, ngồi xuống mép giường, sau đó yên lặng đợi Tôn Nhị Cầu giảng giải. Chương 105, Kinh tín Gia Nguyên Thành Tam Đại Bang hội bao gồm huynh đệ minh, kinh giao hội, thiên phách môn, những bang phái nhỏ hơn một chút thì có Thiết Thương hội, Kết Nghĩa xã, Hành Y bang, Xuân Vũ lâu, Kim Kiếm môn, Thương Hà thuyền bang, Kim Cương môn, Lạc Nhật phái các phương thế lực. Tôn Nhị Cầu một hơi đem tất cả tên các bang phái nói ra, sau đó thở hổn hển, lại tiếp tục nói, trong ba đại môn phái thì thiên phách môn thế lực cực mạnh cùng với kim kiếm môn, thanh y bang liên thủ với nhau, chiếm cứ khu vực đông thành giàu có, đứng thứ hai là huynh đệ minh, kết nghĩa liên minh với thiết thương hội, thương hà bang thuyền, chiếm lấy khu bắc thành, yếu nhất là kinh giao hội chiếm lấy khu nam thành, nhưng là cùng chia phần với xuân vũ lâu, kim cương môn cùng lạc nhật phái, còn lại cuối cùng là khu hỗn loạn tây thành, do đa số các tiểu bang chiếm cứ. Những tiểu bang phái đó tuy nội đấu liên miên, những chức sự lăm le chiếm đoạt của các bang phái khác, vào khu Tây Thành liền lập tức đình chỉ can qua, cùng nhau đoàn kết chống lại các bang phái bên ngoài. Chính vì vậy mà Giang Nguyên Thành mới hình thành thế đỉnh bốn chân như hiện nay. Tôn Nhị cầu lưu loát đem tình huống Giang Nguyên Thành nói rõ ràng lại cho Hàn Lập nghe. Hàn Lập sau khi nghe xong những điều này, trầm ngâm một lúc, sau đó như có điều gì nghĩ đến, liền mở miệng hỏi, "Ta từng nghe nói Kinh Giao hội là một trong ba đại bá chủ của Lam Châu, mà Giang Nguyên Thành còn là nơi đặt tổng đà, như thế nào lại biến thành bang phái yếu nhất vậy?" công tử, những điều người nói đều là chuyện cũ rồi. Mấy năm trước, kinh giao hội thật sự rất lợi hại, thế lực cơ hồ trải rộng khắp Lam Châu. Khi đó kinh giao hội là một siêu cấp thế lực, tổng đà tại Giang Nguyên Thành không hề cho phép những thế lực khác vào đây, chiếm cứ mà một mình độc chiếm Giang Nguyên Thành, tại Giang Nguyên Thành độc bá. Mà khi đó, những bang phái khác, dưới uy áp của kinh giao hội, ngay cả bóng dáng cũng không dám xuất hiện. Sau này, không biết tại sao, kinh giao hội chỉ sau một đêm đột ngột suy yếu, chẳng những vất bỏ những địa phương khác mà ngay cả đại bản doanh tại Giang Nguyên, Thành cũng có rút lại. Vì vậy những bang phái nhỏ yếu khác mới nhân cơ hội này mà vùng lên. Sau khi trải qua nhiều phen huyết chiến mới hình thành lên cục diện tạm thời, như ngày hôm nay, Tôn Nhị Cầu cẩn thận giải thích. Người biết nguyên nhân kinh giao hội đột nhiên biến thành yếu kém sao? Hàn Lập nhíu mày, chậm rãi nhìn Tôn Nhị Cầu hỏi. Cái này, nói thật ra, tiểu nhân trong bang phái không có chức phận gì to tát cả, cho nên những việc này không biết rõ ràng cho lắm chỉ là nghe nói từ người khác mà thôi. Hình như là do kinh giao hội phân liệt từ bên trong, tranh đấu nội bộ. Ngoài ra, bên ngoài còn có những thế lực lớn khác chèn ép nữa. Tôn nhị cầu lộ ra vài phần khó khăn, chỉ nói ra được đáp án mơ hồ. A, à, ra là vậy. Hàn lập cười cười, tựa hồ đối với điều này đã sớm biết. Bây giờ kinh giao hội do ai chủ trì? Ngươi hẳn là biết rõ chứ? Hàn lập hỏi. Cái này ta biết, chủ trì kinh giao hội bây giờ đúng là quá phụ của mặc hội chủ, nghiêm phu nhân. Tôn nhị cầu vội vàng đáp lời, quá phụ. Hàn lập cảm thấy kinh ngạc. đúng vậy, nguyên người sáng lập kinh giao hội là mặc hội chủ đã chết rồi, phu nhân của lão không phải là quá phụ sao? Tôn nhị cầu mở to mắt, có chút trần trừ, không biết vừa rồi mình có nói sai gì không. ai nói mặc hội chủ đã chết rồi? Hàn lập cảm thấy dường như có chuyện gì không đúng, sắc mặt trở lên lạnh lẽo. mọi người trong gia nguyên thành đều biết a, à, một năm trước quan môn đệ tử của quỷ thủ mặc cư nhân mang theo di thư cùng tín vật của hội chủ đến mặc phủ bó tang tôn nhị cầu thấy sắc mặt âm trầm của hàn lập trong lòng không khỏi run rẩy có chút sợ hãi quan môn đệ tử tên hắn là gì hàn lập mở to mắt tỉnh táo hỏi gọi là ngô kiếm minh là một tên bạch diện tầm 20 tuổi nghe nói đã học được chân truyền của mặc cư nhân có một thân võ công cao cường vô cùng tôn nhị cầu cẩn thận nói hắn giờ phút này đoán được người trước mắt này cùng với kinh gia hội chắc chắn có nhiều mối liên hệ và cũng rất để ý đến vị ngô công tử kia hơn nữa tôn nhị cẩu lộ ra vẻ muốn nói nhưng lại không dám nói có cái gì thì cứ nói thẳng đi không cần phải ấp a ấp úng như thế nếu tin tức có giá trị ta sẽ trọng thưởng hàn lập lạnh lùng nhìn đối phương nhạt nhẽo nói ta nghe người ta nói vị ngô công tử này hình như cùng với thiên kim tiểu thư mặc ngọc châu của mặc phủ đã có đính ước rồi nghe nói sắp tới sẽ thành hôn tôn nhị cẩu nghe thấy có tiền lập tức mặt nở hoa tươi cười nói rõ thành hôn hàn lập hắc hắc cười đột nhiên đứng phát dậy hắn bước vài bước trong phòng sau đó ngửa đầu lên nhìn nóc nhà vẫn lặng yên đứng tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó người hãy nghe cho kỹ đây nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản từ hôm nay trở đi người lặng lẽ đi thu thập tin tức tình báo về mặc phủ cho ta đặc biệt là tin tức của vị ngô công tử kia càng rõ ràng càng tốt hàn lập rốt cuộc cũng mở miệng phân phó tôn nhị cẩu số bạc này đưa cho ngươi trước nếu như làm tốt sẽ có trọng thưởng đi làm việc đi hàn lập rất hào phóng đưa cho đối phương một túi bạc nhỏ tuân mệnh công tử ngài yên tâm ta nhất định sẽ làm tốt việc này tiểu nhân xin lui trước tôn nhị cẩu tay cầm bạc mặt mũi hớn hở lùi ra ngoài trước khi đi vẫn cung kính đóng cửa lại vị công tử này thật hào phóng mà việc chỉ là thu thập ít tin tức tình báo mà thôi xem ra đi theo người này thật đúng là không có lựa chọn sai lầm tôn nhị cẩu hưng phấn nghĩ thầm trong khoảng thời gian này mối đe dọa từ hủ tâm hoàn cũng bị hắn quên mất rồi hàn lập nhìn đối phương vẻ mặt vui mừng rời đi thở dài một hơi đột nhiên hắn cảm thấy đau lòng mới tới đây có hai ngày mà đã mất nhiều ngân lượng như vậy làm cho hàn lập có chút cảm giác phung phí mặc kệ vậy dù sao số bạc này cũng là do lấy từ trên người mặc đại phu cũng phải làm sao để thu về lợi tức hàn lập trong lòng khổ sở nghĩ ngợi như vậy bất quá vị ngô kiếm minh ngô công tử kia thật là khôn ngoan lại dám dùng thân phận của mình trà trộn vào Mặc phủ, xem ra là vừa muốn tiền tài vừa muốn sắc đẹp rồi, lá gan thật là không nhỏ a. À, Hàn Lập sờ sờ mũi, cười lạnh một tiếng, xem ra không thể không tới Mặc phủ một chuyến rồi, nếu không noãn Dương Bảo Ngọc sẽ bị làm đồ bồi giá, rơi vào tay kẻ khác mất. Hắn có chút ức chế khi nghĩ tới. Chương 106: Lam y nhân. Phía Nam ra Nguyên thành Đường Nam Lăng là nơi phồn hoa nhất, có một tòa nhà chiếm một diện tích khá lớn Tòa nhà này có một cánh của lứa on màu đen, trên có tấm biển viết hai chữ mặc phủ, phía dưới tấm biển trái phải có tám gã đại hán mặc đồng phục đứng canh, cả đám đều thẳng người cao đầu, mắt không nhìn lung tung, bộ dáng hẳn là đã được huấn luyện, làm cho người ta vừa thấy cũng không dám coi thường. Đối diện cách mặc phủ không xa, có một tòa nhà ba tầng là hương gia tử lâu. Cái này tại Giang Nguyên Thành cũng là tử lâu lớn, đặc biệt chiêu bài của nó là rượu bách lý hương, càng là rượu ngon có tiếng, vì nó mà không ít khách thương tới đây lúc này là lúc dùng cơm trưa, cho nên hương gia tử lâu người rất đông, từ lầu 1 cho đến lầu 3 các bàn đều có người ngồi trận kín dùng cơm. Người đi đường trên đường cái phái ngoài tử lâu, đều có thể nghe thấy trên tử lâu phát ra mùi rượu thịt nồng đậm, làm cho người ta thèm thuồng chay nước miếng, thật là mê người. Trên một cái màn nhìn ra đường tại lầu 2 có một gã thanh niên đang ngồi, trên bàn cũng có chút đồ ăn cùng một bình rượu nổi tiếng Bách Lý Hương. Sau lưng thanh niên này có một gã cự hán đang đứng, người này chính là Hàn Lập vừa ra ngoài tìm hiểu tin tức hàn lập lúc này từ cửa sổ nhìn xuống trong tay vẫn đang cầm một chén rượu nhỏ thức ăn trên bàn cũng không động đến bộ dáng cho thấy rất không yên tâm hàn lập liếc mắt nhìn mặc phủ cách đó không xa lại thu hồi ánh mắt nhìn về con đường trước mắt trên mặt không hề biến hóa lại ngửa đầu uống cạn chén rượu kia rồi lại xuất thần nhìn ra bên ngoài lầu trải qua một phen hỏi thăm hàn lập biết mặc đại phu có hai cô con gái cùng một nghĩa nữ tất cả đều lớn lên như hoa như ngọc thiên kiều bá mị đúng là tam đại mỹ nữ của gia nguyên thành người ta gọi là mặc phủ tam kiều bởi vì diễm danh viễn dương cho nên các công tử thiếu hiệp tuấn kiệt theo đuổi các nàng đúng là không thể đếm xuể mà trong đó mặc ngọc châu càng xinh đẹp tuyệt luân là người được theo đuổi nhiều nhất lần đính hôn này của nàng càng làm nổi lên một trận sóng gió làm cho những người theo đuổi khác thương tâm muốn chết có chút người có võ công đều đi kiếm vị ngô công tử khiêu chiến kết quả là bị vị ngô kiếm minh này liên tiếp đánh bại 16 gã tình địch Ngược lại đã tạo nên danh tiếng võ công tuyệt đỉnh cho hắn, làm cho hắn và Mạc Ngọc Châu kia càng như trời sinh một cặp, tình trạng ý thiếp. Hàn Lập càng nghĩ tới càng có cảm giác chuyện này thật có chút thấy tức cười, người khác không biết vị Ngô công tử này là cái gì, Hàn Lập lại hết sức rõ ràng. Vị Ngô Kiếm Minh này 89 phần 10 là do các môn phái đối đầu với Mạc đại phu phái tới, xem ra nhiều năm như vậy Mạc đại phu không có lộ diện, đã khiến cho các môn phái đối đầu hoài nghi, mà vị Ngô công tử này đến phòng chừng chính là một lần thử dò xét hành vi cũng không biết hắn dùng phương pháp gì mà làm cho Mặc phủ tin tưởng, nói vậy chỉ với La thư và tín vật bình thường hẳn là sẽ không làm cho mấy vị phu nhân của Mặc đại phu dễ dàng tin tưởng như vậy, chứ? Hàn Lập một bên dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, một bên suy nghĩ các nghi vấn trong lòng. Vị công tử này mời ngài ngồi bên này, các món ăn mà người chọn sẽ lập tức được đem lên, một tiểu nhị mặc áo ngắn màu trắng, dẫn một vị thanh niên áo lam cỡ 27, 28 tuổi đi lên lầu 2, cũng đưa hắn tới ngồi xuống tại một cái bàn cách Hàn Lập một tấm vách, sau đó vội vàng đi xuống trả lời một vị khách nhân khác. Thanh niên áo lam này cao lớn ngũ quan đoan tránh, mày rậm mắt to, giữa hai mi có vài phần anh khí. Sau khi hắn ngồi xuống thì đưa mắt nhìn quanh bốn phía, vừa vặn gặp phải ánh mắt của Hàn Lập. Hàn Lập cảm thấy trong ánh mắt của đối phương có loại cảm giác thâm thúy khó hiểu, tựa hồ có loại hấp lực kỳ quái như muốn cuốn cả bản thân vào trong đó, Hàn Lập lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu đi phía khác, sắc mặt cũng hơi đổi người này cũng kinh ngạc ngoài ý muốn một chút nhưng lập tức sau khi lạnh lẽo liếc mắt nhìn hàn lập cũng quay đầu đi không để ý tới bên này nữa hàn lập sắc mặt có chút trắng bệch ra vừa rồi đối phương liếc mắt nhìn qua làm cho hắn có loại cảm giác tất cả đều bị nhìn thấu làm cho hắn phi thường hoảng sợ loại tư vị chỉ liếc mắt đã bị người ta nhìn thấu hàn lập cũng chính là lần đầu tiên gặp người áo lam sau khi rượu và thức ăn đã đưa lên đầy bàn đã bắt đầu ăn uống hơn nữa đồ ăn hương vị cũng hết sức ngọt ngào Bộ dáng cũng không chú ý đến ai cả. Hàn Lập giờ phút này đã đứng ngồi không yên, cảm thấy bất an. Hắn đa dùng thiên nhãn thuật quan sát đối phương, nhưng trên người của người áo lam này mơ hồ tản mát ra một loại linh lực cường đại, ngược lại còn làm cho hắn khiếp sợ. Hắn rất rõ ràng, đối phương tuyệt đối là người tu tiên pháp lực thâm hậu so với chính mình nhiều. Hàn Lập trước nay tổng cộng chỉ thấy qua Dư Tử Đồng và Kim Quang Thượng Nhân hai người tu tiên, hai người này một người nguyên thần thân thể pháp lực hoàn toàn biến mất người kia thì pháp lực thấp kém đến đáng thương vừa thấy mặt đã bị hắn giết chết bởi vậy hàn lập đối với người tu tiên cũng không có nhiều hiểu biết trong tâm hắn vẫn tràn ngập sắc thái thần bí hắn thật sự không biết nên ứng đối với tình hình gặp phải đối phương mạnh hơn mình nhiều như thế nào người áo lam này sẽ không giống như mình đối với kim quang thượng nhân chứ không chút khách khí đem chính mình ra một nhát tiêu diệt đi hàn lập không nhịn được chỉ muốn phá tung chỗ này mà chạy đi kết quả trong khi hàn lập tâm phiền ý loạn lo lắng đề phòng người áo lam này đã ăn xong rồi thức ăn của mình hắn lấy ra một cái khăn lau miệng rồi lấy ra một thỏi bạc rồi phiêu nhiên rời đi từ đầu tới đuôi cũng không thèm liếc mắt nhìn qua chỗ của hàn lập cái nào nữa tựa hồ quên hẳn đi sự tồn tại của hàn lập hàn lập đợi đến khi người đó hoàn toàn rời khỏi tửu lâu mới thở phào một cái dựa vào ghế của mình thời gian người áo lam ăn cơm mặc dù rất ngắn nhưng hắn lại cảm giác giống như là dài cả ngày rồi tạo cho hắn áp bức về mặt tinh thần quá lớn giống như mới cùng với ai một hồi sinh tử đại chiến Lúc này, người áo lam kia xuất hiện tại một góc đường khác, nơi đó có một gã nam tử áo vàng khoảng 30 tuổi đang đợi. Lão Tam, tại sao lại đến chậm? Chúng ta còn phải gặp mặt với đại ca nữa. Nam tử áo vàng có chút bất mãn nói. Hắc hắc, nhị ca, đừng nóng giận. Ta chỉ là mấy năm rồi không được ăn thức ăn cảo thế gian, vừa rồi đi thưởng thức một phen. Người áo lam cười nói. Người thật ham ăn. Đã nói với người bao nhiêu lần, người tu tiên chúng ta phải thanh tâm quả dục, kiêng kỵ cái loại ăn to nói lớn này, nhưng ngươi vẫn không nghe ngươi ăn uống một lần như vậy lại làm cho tâm tính lại thấp đi không ít người áo vàng trừng mắt nhìn người áo lam tức giận giáo huấn ha ha biết rồi biết rồi cũng không có en lệ đâu được rồi ta tại nơi ăn cơm đã gặp một người tu tiên khác người áo lam vội nói sang chuyện khác đem chuyện gặp hàn lập nói lại ồ phải không pháp lực của đối phương có thâm hậu không người áo vàng quả nhiên lập tức chú ý đến việc này pháp lực rất thấp xem bộ dáng chỉ mới tới được 7-8 tầng của công pháp cơ sở, miễn cưỡng cũng có tư cách tham gia thăng tiên hội. Thật không hiểu. Pháp lực thấp như vậy lại đến Lam Châu xem náo nhiệt, chẳng lẽ thật muốn tìm cái vận rắm chó gì sao, tưởng có thể thắng tại thăng tiên hội sao? Người áo lam trẻ môi nói. Đối phương tuổi có lớn không? Cỡ 17-18 tuổi gì đó. Cái này cũng đúng, đối phương 8-9 phần 10 là theo trưởng bối mà tới, hẳn là chỉ muốn tăng cường lịch duyệt đại khai nhãn giới mà thôi phỏng chừng 10 năm nữa đối với thăng tiên hội, mới chính thức tham gia, người áo vàng cười nói. Chắc vậy, kể ra tư chất của đối phương cũng có thể. Nếu như 10 năm nữa, người này có lẽ thật có thể đạt tới tiêu chuẩn như ta, người áo lam đắc ý dương dương nói. Ngươi đừng có tự khoa trương nữa. Dạng như ngươi vừa mới luyện thành 10 tầng công pháp, tiêu chuẩn như vậy, hàng năm tại thăng tiên đại hội có quá nhiều. Nếu luyện đến tầng 11, 12 rồi nói cũng không một người áo vàng vừa bực mình vừa buồn cười nói sau đó cũng không nói nữa, xoay người rời đi. Thật là, nếu không uống chút cơ đan mà có thể luyện thành hơn 10 tầng, vậy ta còn tới tham gia thăng tiên hội này làm cái gì? Trực tiếp đi bái sư cho rồi, người áo lam lầm bầm đi theo sau, cũng rời khỏi nơi này. chương 107, Mạc Ngọc Châu. Hàn Lập đương nhiên không biết người áo lam và người áo vàng nói chuyện với nhau, hắn cũng cảm thấy may mắn vì đã tránh được một kiếp nạn này. Mặc dù đối với người áo lam nọ cũng có chút tức giận, nhưng rất rõ ràng thực lực của hai người cách xa Hàn Lập, thật có cảm giác đào thoát lên trời được, cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sau một hồi bị người áo lam quấy rối, Hàn Lập Tâm cũng không cách nào tĩnh lại, tâm cảnh ban đầu bình thản cũng không cách nào bình phục lại. Hắn thở dài, đứng lên, chuẩn bị tính tiền rời khỏi tửu lâu. Lúc này trên đường cái bên ngoài, đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa như có như không, hơn nữa cũng là từ xa vọng đến, càng ngày càng rõ ràng. Hàn Lập tinh thần chấn chỉnh lại, thân hình đang đứng lên lại ngồi trở về, cũng đưa mắt một lần nữa nhìn ra đường căn cứ vào tin tình báo của tôn nhị cẩu tiếng vó ngựa này hẳn là của đại tiểu thư mặc ngọc châu của mặc phủ từ ngoại thành trở về nghe nói vị thiên kim của mặc phủ này từ nhỏ đã không thích những gì của con gái chỉ thích võ nghệ cũng từ các cao thủ của kinh giao hội học được một thân bản lĩnh không tệ làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi chính là vị tiểu thư mặc phủ lại đam mêm săn bắn như là cánh đàn ông cứ ba ngày lại cưỡi ngựa ra rừng cây ngoại thành làm một vòng bởi vậy rất nhiều công tử theo đuổi cô gái này cũng mỗi ngày đem ưng gọi khuyển đuổi cáo ở đây, hy vọng có thể có thể thân cận một thời gian dài, có thể thu được hào cảm từ cô gái này. Đương nhiên, vị ngô công tử kia tới đây, tự nhiên cũng không ngoài dự liệu đã gia nhập vào hoạt động này. Sau khi Hàn Lập nghe được tin tức này, đối với vị mặc ngọc châu tiểu thư này cũng hiếu kỳ, một nữ nhi mà có tính cách như vậy cũng rất hiếm thấy, hy vọng cô gái này sẽ không làm cho hắn thất vọng. Hiện tại mười mấy người cưỡi tuấn mã đủ màu sắc, đang theo đường cái mà phi nước đại đến dẫn đầu là hai người một nam một nữ, người nam mày kiếm mặt lạnh, thanh niên anh tuấn vóc người thon dài, người nữ mặc một bộ đồ đi săn đỏ chói, đầu đôi mũ màu tím, không cách nào thấy rõ mặt mũi. Trong chớp mắt, những người cưỡi ngựa đã đi qua trước cửa Hương gia tửu lâu, xẹt qua trước tầm mắt của Hàn Lập, cuối cùng ngừng lại trước cửa Mặc phủ. Vốn có hai gã đại hán đứng hai bên cửa, lập tức một tên mặt mày sần sùi tiến lên nghênh đón, hắn hướng về phía nam nữ cầm đầu cung kính nói: Đại tiểu thư, Ngô công tử, các người đã trở về, hôm nay thu hoạch thế nào cũng không tệ lắm thang nhị đưa ngựa đi rồi đem mấy thứ này đi xử lý cô gái mặc đồ thợ săn lên tiếng đưa tay lấy cái mũ trên đầu xuống lộ ra khuôn mặt diễm lệ kinh tâm động phách sau đó lập tức từ trên ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống rõ tiểu thư hán tử tên là thang nhị tựa hồ không dám nhìn lâu khuôn mặt của cô gái này vội vàng nhận lấy dây cương mà đi vào cửa mặc dù cách cửa lớn của mặc phủ có chút khoảng cách nhưng hàn lập ở trên lầu vẫn thấy rõ bảy tám phần khuôn mặt của cô gái này hắn không nhịn được hít sâu một hơi, da thịt trong suốt như tuyết, cánh mũi thẳng tắp thanh tú, hai mặt đen nhánh sáng ngời, đôi môi đỏ hồng mê người, chim sa cá lặn, tu hoa bế nguyệt đại khái chỉ đến thế mà thôi. cô gái này chính là Mặc Ngọc Châu sao? trách không được có thể làm cho tất cả công tử của Gia Nguyên Thành trở nên điên cuồng, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành chính là lời mô tả thích hợp nhất đối với nàng. Hàn lập trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thanh niên Anh Tuấn kia và nam nữ phía sau lúc này cũng đều xuống ngựa. Trong đó tự nhiên cũng có người dẫn ngựa đi qua. Thanh niên nọ mỉm cười đi tới trước mặt Mặc Ngọc Châu, thấp giọng nói vài câu gì đó, làm cho vị Mặc tiểu thư này trên mặt ửng đỏ, đánh trên vai thanh niên này vài cái, tiếp theo ngượng ngùng liếc người thanh niên này vài lần, sau đó chân ngọc chạy thẳng vào cửa. Thanh niên nọ sau khi ha ha cười, cũng phong độ cất bước đi vào. Người này chắc là Ngô Kiếm Minh. Thật có thể làm cho cô gái này cười, cũng rất có tương lai đây hàn lập chua chát thầm nghĩ hắn rất biết rõ bản thân nếu nói về tướng mạo bản thân sợ rằng cưỡi ngựa cũng không rượt kịp đối phương hơn nữa nhìn qua mặc ngọc châu kia và vị ngô công tử này tiếp xúc cũng không tệ cảm tình cũng khá sâu hắn lại cau mày cảm giác được chuyện này có thể khó mà xử lý như mình nghĩ được mặc kệ nói thế nào noãn dương bảo ngọc nhất định phải lấy được hơn nữa phải nắm chắc dù sao âm độc trên người không phải là nhỏ nói không chừng nó sẽ bộc phát sớm hơn thời hạn hàn lập có chút ưu tư hắn sau khi liếc nhìn mặc phủ qua một lần nữa, rồi vén màn rời từ lâu, về lại khách sạn nơi mình ở. Hàn Lập sau khi về khách sạn trải qua một phen suy nghĩ, vẫn quyết định sử dụng phương pháp trực tiếp nhất hữu hiệu nhất, chuẩn bị đơn đao trực tiếp đột nhập vào. Hắn định ban đêm lặng lẽ đi gặp vị nghiêm phu nhân chủ trì kinh giao hội, sau đó dùng tín vật mà mặc đại phu lưu lại cho hắn, trực tiếp vạch trần tên giả mạo thư kia với mặc phủ. Về phần làm sao lấy được bảo ngọc kia, chỉ có thể đến đâu thì hay đến đó. Nếu đã quyết định rồi, Hàn Lập cũng không hề ngại trước sợ sau nữa, hắn ở bên trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị cho tối nay hành động. Bất quá trong lúc này, khuôn mặt diễm lệ của Mạc Ngọc Châu kia lại thỉnh thoảng hiện lên trong đầu hắn, có đuổi thế nào cũng không xua đi được. Chẳng lẽ mình đã thích cô gái này sao? Hàn Lập có chút mắt tự nhiên thầm nghĩ. Nhưng sau đó hắn lại tự an ủi một chút, một cô gái si hát đẹp như thế, mình có bị hấp dẫn cũng là chuyện thường, cũng không nhất định là thích. Là một người đã đặt nửa chân vào con đường tu tiên, Hàn Lập mặc dù đối với chuyện nam nữ hoàn toàn trống rỗng, nhưng trong ý thức cũng tránh không được phát sinh việc nam hoa nữ ái. Tới canh ba, Hàn Lập thay quần áo đen, len lén ra khỏi khách sạn. Hắn theo nóc nhà mà nhẹ nhàng lướt qua, không có làm kinh động những người tuần canh, đi tới bên ngoài mặc phủ. Hắn sau khi đi một vòng quanh phủ, cười khẻ một tiếng, biến thành một làn khói nhẹ, trước mắt mấy tên thủ vệ, tiến vào hậu viện mặc phủ, mà đám cảnh vệ này cũng không phát giác ra có gì dị thường. Chương 108, dạ nhập mặc phủ, Hậu viện mặc phủ là một hoa viên không nhỏ, bên trong có rất nhiều hoa cỏ hiếm thấy. Mặc dù sắc trời hôn ám nhìn không rõ, nhưng dựa vào mùi hoa nồng đậm này cũng thấm vào trong tâm phế của người ta, làm cho Hàn Lập không khỏi hít sâu một hơi. Ồ, Hàn Lập đột nhiên hôi nhẹ một tiếng. Mặc dù mùi hoa nồng nặc nhưng hắn vẫn nhận mùi thảo dược quen thuộc. Có người ở chỗ này trồng thảo dược Hàn Lập nở nụ cười. Loại mùi cực kỳ quen thuộc này làm cho hắn đối với người trồng cảm thấy tò mò. Xem ra trong mặc phủ có người kế thừa y thuật của Mặc Đại Phu hàn lập không dám trì hoãn nữa theo con đường nhỏ trong vườn hướng vào trong mà từ từ đi trên đoạn đường hàn lập phát hiện có che giấu rất nhiều ám tiễn nếu không phải hắn cảnh giác hơn người thật đúng là không thể phát giác được xem ra mặc phủ đề phòng rất nghiêm mật bất quá nếu hắn muốn đi qua những thứ này đối với hắn mà nói rất là dễ dàng hàn lập tới trước một ngôi lầu nhỏ hai tầng thì ngừng lại sở dĩ chọn nơi này bởi vì hắn phát giác cảnh vệ xung quanh ngôi lầu này canh gác nghiêm ngặt hơn các chỗ khác xung quanh cũng phải tới hai ba chục tên thủ vệ. Hàn Lập nhìn ngôi lầu nhỏ hai tầng trông có vẻ rất sáng sủa này, biết bên trong hẳn là có nhân vật quan trọng mặc phủ vẫn chưa ngủ, vừa lúc thích hợp bản thân điều tra một phen. Vì vậy, hắn men theo bóng đêm thân hình nhanh như thiểm điện, nhoáng một cái người đã bay nhanh tới dưới lầu, sau đó hai chân dùng một chút sức, nhẹ nhàng phóng lên tầng hai, cả quá trình chỉ hoàn thành trong nháy mắt, bốn phía canh phòng bẫy dập cũng không thể phát hiện ra sự xâm nhập của Hàn Lập. Hàn Lập dán sát vào vách tường của lầu hai thân hình như bóng ma ẩn vào trong bóng đêm, sau đó cẩn thận lắng nghe tình hình bên trong phòng. Theo thính giác siêu cấp của bản thân, Hàn Lập nghe được bên trong phòng có giọng con gái đang nói chuyện, xem ra cũng không phải chỉ có một người ở bên trong phòng. Trường Bình Trấn Bí Đà, đưa tới 7, 300 lượng bạc. Lạc Cốc Trấn Bí Đà, đưa tới 5, 800 lượng bạc. Lam Nguyệt Trấn Bí Đà, đưa tới 10, 500 lượng bạc. Ngũ Lĩnh Trấn, cái này là tháng trước, Ám đà môn đưa bạc tới, cơ bản so với năm trước ít hơn một phần tư. Thanh âm dễ nghe của con gái truyền vào trong tai hàn lập, thanh âm này rất có sức sống, vừa nghe đã biết đó là giọng của một cô gái trẻ, chỉ là câu nói cuối cùng của nàng chứa đầy ý bất mãn. Mẹ, người phụ trách ám đà lá gan cũng càng lúc càng lớn. Đưa bạc tới càng lúc càng thiếu cô gái này tức giận nói. Ta biết rồi, trong lòng cũng có tính toán. Một giọng nữ trầm thấp rất có sức hút vang lên. Chẳng lẽ là một trong mặc thị tam kiều, hàn lập tinh thần chấn chỉnh cảm giác được vận khí bản thân cũng không tệ bên trong phòng xem ra chính là phu nhân của mặc đại phu mẹ nói biết rồi chẳng lẽ không muốn có biện pháp chỉnh đốn sao cứ như vậy mà làm ám đà này sớm muộn gì cũng sẽ không xem tổng đà chúng ta ra gì cô gái trẻ ôm oán giận nói ta hôm nay cũng không có biện pháp gì tốt phải biết rằng lực lượng của ám đà luôn luôn là do ngũ nương một mình trông coi những người khác trong mặc phủ căn bản không thể động tay vào người phụ nữ nhẫn nại đáp những lời này vừa ra bên trong phòng nhất thời trở nên im lặng qua một hồi sau mới lại truyền đến thanh âm không cam lòng của cô gái trẻ mẹ chẳng lẽ thật sự để cho ngũ nương độc chiếm lực lượng của ám đà này sao phải biết rằng từ mấy năm trước mấy người mã thúc đã phân ra hơn nữa sau khi bị các thế lực khác chèn ép lực lượng của ám đà cũng đã thành trụ cột lứa on nhất của kinh giao hội chúng ta mẹ là người đại diện cho kinh giao hội vậy lực lượng lớn nhất đó đương nhiên cũng do mẹ khống chế chứ nói thì nói như vậy nhưng năm đó khi cha của con rời đi đã đem ám đà này giao cho ngũ nương ta thật sự không có cớ gì để nhúng tay vào hơn nữa ngũ nương hiện tại mỗi tháng đều đem đại bộ phận tiền bạc của ám đà giao cho tổng đà ta cũng không thể hỏi tới người phụ nữ thản nhiên nói đối với kinh giao hội chúng ta vốn đã rất yếu nếu như còn không đem tất cả các lực lượng hợp lại làm sao còn có hy vọng đông sơn tái khởi chứ cha cũng thiệt là nếu đã đem chuyện của kinh giao hội giao cho mẹ xử lý tại sao còn đem ám đà đặc biệt giao cho ngũ nương? Cô gái trẻ thanh âm mười phần oán khí, hiển nhiên nàng đang rất bất mãn đối với cha. Đừng nói bậy, cha con làm như vậy, tự nhiên có thâm ý của hắn. Con là con gái cũng không nên nói lung tung về chuyện của gia đình. Người phụ nữ nghiêm giọng giáo huấn cô gái. Biết rồi, con nhận lỗi được chưa? Xem ra mẹ đối với cha thật đúng là si tâm không thay đổi. Cô gái tự hồ đối với việc này đã quen, bộ dáng không quan tâm, ngược lại mở miệng giễu cợt lại mẫu thân của nàng. Đứa nhỏ này, người phụ nữ đối với cô con gái này rất thương yêu, chỉ có thể cười khổ không nói gì. Hàn Lập lúc này đã khẳng định, người phụ nữ bên trong phòng chính là Nghiêm thị hắn muốn tìm, cô gái chắc cũng là con gái của Mặc đại phu Mặc Thải Hoàn, xem ra hắn thật sự rất may mắn, lại có thể tìm được đúng chỗ như vậy. Hàn Lập đưa tay sờ sờ lá thư cùng tín vật của Mặc đại phu bên người, cũng chuẩn bị hiện thân gặp mặt hai người này. "Mẹ, tên giả mạo đáng ghét kia, hôm nay ở phía sau hoa viên đã đụng vào con, lại đối với con ra vẻ ân cần." cực lực đưa ra mấy câu văn thơ mà hắn đã chuẩn bị bộ dáng tự nhận là văn võ toàn tài thật làm cho người ta chán ghét cô gái đột nhiên từ làm nũng lại nói ra một câu như vậy làm cho hàn lập kinh ngạc khiến cho chân đang muốn bước ra lại bất giác rụt trở về con đối với tên họ ngô kia khách khí một chút dù sao hắn hiện tại trên danh nghĩa là tỷ phu tương lai của con đừng làm cho hắn nhìn ra sơ hở nghiêm thị nghe vậy trịnh trọng hẳn lên có chút nghiêm túc mà nói khụ đại tỷ cả ngày đều bị người này bám chặt còn phải giả bộ ra bộ dáng động tâm hoài xuân nữa chứ, thật sự là làm khó cho đại tỷ. Nếu đổi lại là con, đã sớm một kiếm chém hắn ra làm đôi, cô gái cảm thán nói. Cái này cũng là không có biện pháp nào khác, mặc dù chúng ta biết họ ngô kia là giả mạo, cũng sắp điều tra sáng tỏ chi tiết của hắn, nhưng vì tranh thủ một chút thời gian, cũng chỉ có cách hy sinh danh dự của đại tỷ con, cùng với người này dối trá trì hoãn. Dù sao kẻ địch thanh thế quá lớn, nếu như biết không có thể lừa gạt chúng ta, sợ rằng sẽ lập tức phát động cường công, chúng ta quyết không có phần thắng. Thanh âm của nghiêm thị tràn ngập sự ủ rũ, trong lời nói lộ ra vẻ mệt mỏi. Chương 109, Đăng Môn Gã họ ngô này thật ghê tởm, giả mạo thư lấy danh nghĩa cảo cha để gà đại tỷ cho hắn, thật sự là tức chết người đi được mặc thải hoàn hận hận nói, xem ra đối với tên ngô kiếm minh kia cực kỳ thống hận. Bất quá cũng may là chọn đại tỷ của con, nếu như hắn yêu cầu là con hoặc phượng vũ, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt, phải biết rằng với tính tình của con và phượng vũ làm sao có thể nhẫn nại dối cha ứng phó cùng người này chỉ là khổ cho ngọc châu không biết khi phu quân trở về có trách cứ mẹ không đây nghiêm thị thở dài nhẹ nhàng nói mẹ cha làm sao lại đi trách mẹ chứ để chu toàn chuyện gã họ ngô này không phải là do đại tỷ chủ động nói ra sao mặc thải hoàn vội vàng an ủi nghiêm thị đứa nhỏ ngốc này đây là ngọc châu vì mặc phủ cùng kinh giao hội chúng mà không thể không làm Bất quá, mẹ cũng chỉ để đại tỷ và gã giả mạo đó đến cỡ này thôi, tuyệt sẽ không thật sự đem đại tỷ của con gả cho hắn. Thật sự trì hoãn không được, cũng chỉ có cách trở mặt bắt giữ hắn. Nghiêm thị nói xong lời cuối cùng này, thanh âm trở nên lạnh lẽo hẳn. Nghiêm thị sau khi nói xong câu này, bên trong phòng lại yên tĩnh, hiển nhiên hai mẹ con cũng biết sau khi trở mặt sẽ có chuyện gì xảy ra. Phụ thân rốt cuộc khi nào mới có thể trở về? Mặc thải hoàn một hồi lâu sau, mới thì thầm hỏi. Cha con khi đi có nói qua, Nhanh thì hai ba năm, lâu thì năm sáu năm sẽ trở về, nghiêm thị buồn bà nói. Nhưng hiện tại cũng gần 10 năm rồi, con ngay cả bộ dáng của phụ thân cũng nhớ không rõ nữa. Mặc thải hoàn chậm rãi nói. Yên tâm đi, phụ thân con là một đời kỳ tài, lại mang tuyệt kỷ trong người, tuyệt không có việc gì. Khẳng định là có việc gì quan trọng làn cho chỉ hoãn, rất nhanh sẽ về lại mặc phủ. Nghiêm thị hình như là nói cho nữ nhi nghe, vừa hình như là tự an ủi mình được rồi nhị tỷ phượng vũ đã điều chế được linh dược dùng để an thần dưỡng nhan để con lấy lên cho mẹ mẹ nên dùng một ít nghe nói hiệu quả rất tốt cô gái vì phá tan không khí trầm muộn bên trong phòng đột nhiên thay đổi đề tài nói sang chuyện khác đứa nhỏ này kế tiếp hai mẹ con chỉ là nhỏ to tâm sự hàn lập cũng không nghe được tin tức gì hữu dụng nữa hàn lập từ hai mẹ con này nói chuyện với nhau đã nghe ra nghiêm thị cùng mặc đại phu cảm tình rất sâu xem ra có thể tín nhiệm sau khi cân nhắc trong lòng hiểu được người của mặc phủ mặc dù biết vị ngô công tử này là giả mạo nhưng ra mặt trực tiếp tiếp xúc với các nàng cũng tương đối tốt dù sao âm độc trên người mình lúc nào cũng có thể phát tác vẫn phải tìm cách lấy cho được noãn dương bảo ngọc hàn lập nghĩ tới đây đưa tay vào trong áo lấy ra tín vật của mặc đại phu một cái nhẫn hình rồng sau đó nhẹ nhàng đi tới ngoài cửa sổ phòng vung tay đem cái nhẫn quăng vào bên trong phòng cảng thanh âm của cái nhẫn rơi xuống đất vang lên bên trong phòng lập tức có tiếng hô lên chỉ chốc lát sau bên trong phòng vang lên thanh âm của nghiêm thị là vị cao nhân nào quang lâm hàn xá nghiêm thị không kịp nghênh đón xin hãy lượng thứ hàn lập mỉm cười chưa kịp mở miệng trả lời đã nghe được tiếng kêu sợ hãi của cô gái thật kỳ quái là một cái nhẫn cái nhẫn này nhìn thật quen mắt rất giống cái nhẫn mà mẹ đang đeo mẹ đến xem này hiển nhiên mặc thải hoàn đã đi nhặt cái nhẫn lên đưa nó cho nghiêm thị văn long giới nghiêm thị kinh ngạc hô lên Hàn Lập nghe thấy đối phương nhận ra tín vật, lúc này mới đi tới trước. Cửa gõ hai tiếng, rồi cất cao giọng nói, đệ tử Hàn Lập, phụng lệnh của mặc sư, đến đây bái kiến sư mẫu. Bên trong phòng sau khi nghe Hàn Lập nói, nhất thời không một tiếng động. Hiển nhiên lời Hàn Lập nói, làm cho người ở trong phòng nhất thời kinh sợ. Vào đây đi. Sau một hồi, bên trong mới truyền đến thanh âm của nghiêm thị. Hàn Lập lúc này mới đẩy nhẹ cửa phòng, cất bước đi vào. Vừa vào phòng, Hàn Lập thấy một vị phu nhân xinh đẹp cỡ 30 tuổi, ngồi trên ghế. Sau lưng có một cô gái xinh đẹp cỡ 15-16 tuổi đang đứng. Cô gái dung mạo 7-8 phần giống với Mỹ Phụ, vừa nhìn đã biết các nàng có quan hệ huyết thống rất gần gũi. Lúc này Mỹ Phụ nhân nghiêm thị, trong tay đang cầm cái nhẫn hình rồng mà hắn mới quăng vào. Trên mặt vẫn bình thản, cũng không có hiển lộ ra vẻ trước mặt Hàn Lập. Mà cô gái mặc thải hoàn đang đứng ở phía sau, tò mò đánh giá Hàn Lập, khóe miệng nàng khẽ nhách lên, có vẻ cười mà không cười cả người trên dưới tản mắt ra mùi vị tinh linh cổ quái. Hàn Lập sau khi đánh giá, mới đi tới trước thi lễ với Nghiêm thị. "Tứ sư mẫu khỏe chứ?" Nghiêm thị trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đối với dáng vẻ không sợ ai của Hàn Lập, có vẻ rất bất ngờ. Bất quá nàng cũng không có phản ứng với sự ân cần thăm hỏi của Hàn Lập, mà là đưa tay trái lên, lộ ra trên ngón tay một cái long văn giới chỉ khác. Nghiêm thị đem cái nhẫn của Hàn Lập vào của mình, nhẹ nhàng khớp lại cùng một chỗ, kết quả hai hoa văn hình rồng trên nhẫn khớp chặt lại với nhau, kết hợp hoàn mỹ không sức mẻ, ở giữa cũng không có kẽ hở nào. Không sai, tính vật là thật. Bất quá, người có mang theo thư của phu quân hay không? Nghiêm thị lúc này mới lộ ra vài tia vui vẻ, ôn hòa hỏi. Hàn lập nghe vậy không nói hai lời, lấy ra lá thư sớm đã chuẩn bị, hai tay đưa cho đối phương. Nghiêm thị thấy hàn lập đối với nàng cung kính như thế, hài lòng gật đầu, nhận lấy lá thư cẩn thận đọc qua. Hàn lập lui sang một bên, bất động thanh sắc quan sát ánh mắt của vị sư mẫu này, muốn từ trong đó nhìn ra một chút tâm tính biến hóa của đối phương khi biết người đồ đệ mới tới chính là con rể tương lai. Chương 110, Hồ Mị. Nội dung trong thư Hàn Lập sớm đã xem qua không biết bao nhiêu lần, nói cũng không phức tạp, chính là đưa tin về Hàn Lập là đệ tử của Mặc đại phu, có thể hoàn toàn tín nhiệm, mà lúc này Mặc phủ nếu gặp phải phiền phức gì có thể cho Hàn Lập đi giải quyết, chỉ cần Hàn Lập có thể bảo vệ Mặc phủ trên dưới bình an, thì Nghiêm thị sẽ từ ba vị thiên kim tuyển ra một vị gả cho Hàn Lập làm vợ mà của hồi môn chính là khối noãn dương bảo ngọc kia về phần mặc đại phu bản thân có chuyện quan trọng phải làm vẫn chưa thể trở về đoàn tụ với vợ con nên báo cho nghiêm thị các nàng đừng quá lo âu hàn lập mặc dù từ trong thư cũng không có phát hiện cái gì đối với mình bất lợi nhưng cũng biết lá thư này khẳng định bị mặc đại phu động tay động chân vào rồi sẽ không đơn giản như bề ngoài thấy vậy nhưng hắn nếu không tìm ra được điều gì đáng ngờ trên bức thư thì cũng hy vọng sớm đưa tới mặc phủ cũng chỉ có thể đưa lá thư này cho nghiêm thị bởi vậy đối với nghiêm thị lúc này nhất cử nhất động đều hết sức chú ý, hắn cũng không hy vọng vị tứ phu nhân này, đột nhiên từ trong thư nhìn ra điều gì đó, sau đó liền lập tức trở mặt, bắt hắn vì mặc đại phu báo thù. Cũng may tình huống mà Hàn Lập nghĩ cũng không xuất hiện, ứ ừ ao khi Mỹ phụ nhân nghiêm xem xong lá thư, chỉ là hơi cau mày, tiếp theo ánh mắt trên mặt đầy vẻ ưu tư, tựa hồ có nhiều việc khó có thể quyết định được. Hoàn nhi, con đi gọi nhị nương, tam nương, cùng ngũ nương lại đây, nói là có tin tức của lão gia nghiêm thị quay đầu lại dùng không khẩu khí cương quyết phân phó mặc thải hoàn dạ biết mẫu thân con đi đây mặc thải hoàn cũng biết chuyện nghiêm trọng nhu thuận nghe lệnh đi ra ngoài chỉ là trước khi ra khỏi phòng lại hướng về phía hàn lập hé miệng cười tựa hồ đối với hàn lập có chút hứng thú ngươi gọi là hàn lập nghiêm thị ngẩng đầu lên thần sắc trở lại ung dung thanh nhã đúng vậy sư mẫu hàn lập thành thật đáp có thể nói cho ta biết phu quân tại sao lại thu ngươi làm đồ đệ không nghiêm thị cười nói Tuân mệnh. Hàn lập do dự một chút, nhưng sao lại thấy quá trình mặc đại phu thu mình làm đồ đệ, cũng không có gì cần phải giấu giếm, nên hướng về nghiêm thị chậm rãi tóm lược kể lại. Tám năm trước, mặc sư bởi vì vết thương cũ chưa lành, ẩn cư tại Việt Châu thất huyền môn thải Hà Sơn, khi đó vừa lúc gặp ta lần đầu lên núi. Hàn lập rất tự nhiên đem quá trình mặc đại phu thu hắn làm đồ đệ nói, ra có bảy phần thật ba phần giả, có những cái cũng không thể tiết lộ ra với nghiêm thị, đều cải biên hoặc nhẹ nhàng lướt qua, nhưng cứ như vậy cũng làm cho nghiêm thị cũng tập trung mà nghe có vẻ rất thú vị cứ như vậy ba tháng trước mặc sư có chuyện quan trọng phải ra ngoài không cách nào phân thân nhưng lại sợ rời mặc phủ quá lâu những kẻ đối đầu sẽ tìm sư mẫu làm phiền nên gọi ta hạ sơn đến mặc phủ tìm mấy vị sư mẫu thính theo sự điều khiển của các sư nương phu quân ta có chuyện gì quan trọng mà ngay cả nhà cũng không ghé qua một chút nghiêm thị nghe xong hàn lập thuật lại quá trình bái sư thở dài một hơi đột nhiên u oán hỏi trong lời nói đầy sự ai oán cái gì mà về nhà mặc đại phu đã chết cũng gần hai năm rồi thi thể chôn dưới tảng cây cũng chỉ còn lại sân mà thôi hàn lập vừa nghe có vài phần tự diễu nhưng trên mặt vẫn là cung kính hồi đáp là chuyện gì mặc sư cũng không có nói cho vãn bối biết bất quá khẳng định là việc hết sức quan trọng hàn lập nói có chút nước đôi hừ có phải là sư phụ của ngươi bảo ngươi đối với chúng ta giữ bí mật hay không nghiêm thị như cười mà không cười nói, nhưng ý tứ trong lời nói cũng đã có chút bất mãn. Tuyệt không có chuyện như vậy. Hàn lập mở miệng nói, trong lòng lại âm thầm cười khổ, vị nghiêm thị này thật sự là rất đa nghi, nghiêm thị bộ dáng không cam lòng, mở miệng tự hồ còn muốn hỏi điều gì nữa. Mà ngay lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, tiếp theo người còn chưa vào nhà, đã chuyển đến một tiếng nũng nịu quyến rũ tới cực điểm. Tứ muội nghe nói có tin tức của phu quân, có thật vậy chăng? Tên chết tiệt này, chạy một chút mà đã 10 năm rồi, muốn cho tỉ muội chúng ta sống như là quá phụ hay sao vậy? Hàn lập bắt đầu bị thanh âm này, khiến cho sửng sốt, nhưng nghe nội dung phía sau, bê di dọa đến nhảy dựng. Bà cô này, cũng quá sức sược. Hàn lập ngạc nhiên thầm nghĩ. Tam muội, nói chuyện chú ý một chút, còn có những người khác bên trong phòng nữa. Một giọng nữ trầm trầm, thoáng giận nói. Biết rồi, bất quá nghe nói người đưa tin, lại là đệ tử của phu quân. Sẽ không lại là giả mạo nữa chứ, người nói đi ngũ nguội thanh âm kiều mị kia khẽ cười nói không phải đâu nếu tư tỷ bảo chúng ta đến vậy đã nói lên người này bảy tám phần có thể tin dược một thanh âm lạnh như băng nói cũng được nhãn lực của tứ muội ta cũng rất khâm phục thanh âm kiều mị cười nói không biết là đang trân trọng hay là thật tâm khen ngợi nghiêm thị hàn lập sau khi được nghe lời ấy liếc mắt nhìn lén nghiêm thị chỉ thấy nghiêm thị một tay bóp bóp chán vẻ mặt bất đắc dĩ xem ra nàng đối với chủ nhân của thanh âm quyến rũ kia cũng cảm thấy đau đầu. Cửa phòng rốt cục bị đẩy ra, từ bên ngoài liên tiếp đi vào mấy phụ nhân xinh đẹp, mà mặc thải hoàn là đi cuối cùng, cũng đi đến. Chỉ là nàng đang mím chặt cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, tựa hồ đang rất bực bội. Người đi đầu là một phụ nhân ước chừng 31-32 tuổi, dáng người cao tú lệ đoan trang, mi thanh mục tú, giữa chân mày ẩn chứa một luồng cổ thư quyển chi khí. Đại khái là dáng vẻ đọc sách nhiều là con mọt sách chắc, xem ra khi tuổi trẻ xung là một tài nữ. Hàn lập âm thầm cúi đầu, lại đem ánh mắt hướng vào người thiếu phụ chừng 2324 tuổi ở giữa. Hàn Lập mới vừa thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ này, lập tức cảm giác trong đầu ông lên một cái, trong phút chốc thất thần, cả người đều chìm đắm vào sự diễm lệ kia mà không cách nào tự kiềm chế được, người nữ này quá sức kiểu diễm động lòng người, so với Mạc Ngọc Châu mà Hàn Lập đã thấy, còn muốn xinh đẹp hơn ba phần, hơn nữa cái loại vạn phần phong lưu của thiếu phụ phong tình này, càng làm cho Mạc Ngọc Châu không cách nào so sánh được. Nếu như nói trên đời này thật có hồ ly tinh, vậy hàn lập tuyệt đối tin tưởng chính là đã biến thành nữ nhân này hàn lập đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết từ khi nào một luồng khí lạnh từ đan điền đột nhiên thoát ra dọc theo kinh mạch mà di chuyển một vòng làm cho hàn lập tỉnh lại sau khi hàn lập khôi phục lại thần trí thất kinh không dám nhìn người phụ nữ này nữa vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt của đối phương thiếu phụ này quả thật là họa quốc ương dân có thể làm cho người nhìn thấy nàng thần hồn điên đảo cũng không biết là do dung mạo tuyệt thế sở hữu ma lực hay là đã luyện phương pháp mê hồn nào đó, Hàn Lập hoảng sợ thầm nghĩ. Thiếu phụ kia thấy Hàn Lập nhìn mình, trừ lúc vừa mới bắt đầu có chút si mê, nhưng sau đó lập tức tỉnh lại, cũng có thể chủ động tránh né mình, trong mắt không khỏi lóe lên một tia dị sắc. Chương 111, mỹ phụ. Hàn Lập thầm vận Trường Xuân công, ổn định lại tâm thần, mới dám ngẩng đầu, bỏ qua người nữ này mà tiếp tục đánh giá vị thiếu phụ tiếp theo. Người phụ nhân cuối cùng tiến vào phòng ước chừng 26-27 tuổi, mặc dù dáng người cao giáo tú lệ động lòng người, nhưng vẻ mặt lại lạnh như xương làm cho người ta không dám đến gần. Khi nàng vừa vào phòng, liền lạnh lùng nhìn thẳng vào Hàn Lập, trong ánh mắt hàn quang chớp động, đúng là một cao thủ nội lực tinh thuần. Nghiêm thị vừa thấy mấy người này tiến vào, liền lập tức từ trên ghế đứng dậy, hướng về phía các nàng thi lễ. Nhị tỷ, tam tỷ khỏe chứ? Ngũ muội cũng tới sao? Tứ muội, quá khách khí rồi, đều là người nhà, cần gì khách khí như vậy? Không đợi phụ nhân cầm đầu nói, thiếu phụ cực kỳ hồ mị kia khẽ che miệng nở nụ cười, trong tiếng cười đầy vẻ hồ mị, làm cho Hàn Lập lại cảm thấy tâm động thần di, âm thầm dè dặt không thôi. Tiểu muội không dám, mời mấy vị tỷ tỷ ngồi, Nghiêm thị mỉm cười, đẩy ra mấy cái ghế, để cho phụ nhân cầm đầu ngồi xuống, bản thân ngồi ở bên tay phải thiếu phụ Diễm Lệ kia. Mà phụ nhân lạnh lùng được gọi là Ngũ muội, im lặng không nói tiếng nào ngồi vào vị trí đối diện Nghiêm thị. Mặc Thải Hoàn theo sát mọi người vào phòng, hết sức nhu thuận đóng cửa phòng lại, đến đứng sau lưng mẹ, chỉ là hai con mắt sáng trong suốt của nàng cứ di chuyển liên tục, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người tuổi trẻ này chính là người đưa tin. Phụ nhân hơn 30 tuổi nhìn Hàn Lập một chút, thản nhiên hỏi. Đúng vậy, theo như lời trong thư nói, là đệ tử của phu quân. Nghiêm thị hào phóng hồi đáp, sau đó quay về phía Hàn Lập nghiêm nghị nói. Đây là nhị sư nương của ngươi, còn không chịu tới bái kiến. Tham kiến nhị sư mẫu. Hàn Lập cơ chi tiến lên xá phụ nhân một cái. Đứng lên đi. Nếu là đồ đệ của phu quân, vậy không cần đa lễ phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mỉm cười nói. Đây là tam sư mẫu, ngũ sư mẫu của ngươi, nghiêm thị lại chỉ vào thiếu phụ diễm lệ dị thường cùng phụ nhân lạnh lùng giới thiệu, với hàn lập. Tam sư nương, ngũ sư nương khỏe chứ. Hàn lập nhìn thiếu phụ nọ tựa hồ so với chính mình cùng lắm thì hơn vài tuổi, sau khi hơi trần chờ một chút, cũng không người thi lễ. Vẻ hồ nghi trên mặt hàn lập bị nghiêm thị nhìn ra, nàng cười ôn tồn nói, tam sư mẫu của ngươi có thuật chú nhan, Đừng xem bộ dáng chỉ có hai mươi mấy tuổi, trên thực tế cùng với nhị sư mẫu ngươi tuổi cũng không sai biệt lắm." Hàn Lập sau khi nghe xong, gật nhẹ đầu, hiểu được so với suy nghĩ của mình cũng không sai, thiếu phụ Diễm Lệ này khẳng định đã luyện bí công đặc thù, nếu không bằng vào dung mạo của nàng, quyết không thể làm cho mình thần hồn điên đảo, không cách nào tự khống chế. "Nhị tỷ, đây là thư của phu quân, mời xem qua." Nghiêm Thị đem lá thư của Hàn Lập đưa cho nhị phu nhân xem, sau khi người này xem xong, thì truyền cho hai người còn lại khi người thiếu phụ lạnh lùng cuối cùng xem qua lá thư, mấy vị phụ nhân bên trong phòng đều im lặng không nói gì. Cho dù là thiếu phụ diễm lệ nọ thoạt nhìn nhẹ dạ nhất, thần sắc cũng nghiêm nghị hẳn lên, hoàn toàn không có vẻ hồ mị mạnh mẽ như vừa rồi, lại có vẻ vô cùng đoan trang. Hàn lập chứng kiến bộ dáng của mấy vị phu nhân của mặc đại phu, trong lòng không khỏi thấy bất an, hắn không biết trên lá thư nọ rốt cuộc giã tiết lộ cho các vị phụ nhân này, tin tức trọng đại gì, làm cho khuôn mặt các nàng lại trầm trọng như thế. Bất Quá bề ngoài của Hàn Lập ánh mắt vẫn không biến, thủy chung vẫn đứng thẳng, làm cho mấy vị phụ nhân cảm giác được sự trầm ổn chắc chắn của hắn, rất có phong độ của một vị đại tướng. Hàn Lập, lá thư này của sư phụ ngươi, làm cho ta cùng mấy vị sư nương kinh hãi quá lớn, cho nên chúng ta muốn thương lượng một chút, mà ngươi đường xa đến đây, nói vậy cũng rất mệt mỏi, hãy đến mặc phủ nghỉ ngơi một đêm đi. Đợi ngày mai, chúng ta sẽ trở lại nói chuyện, Nghiêm thị dù sao cũng đã nắm đại quyền của kinh giao hội nhiều năm, nhất cử nhất động đều tự có sự uy nghiêm nói không ra được, cuối cùng cũng là nàng mở miệng trước tiên phân phó cho Hàn Lập. Vãn bối tuân mệnh. Hàn Lập ứng tiếng hết sức nghe lời, bộ dáng tất cả đều là theo sự phân phó của trưởng bối. Mấy vị phụ nhân khác cũng không có ngăn cản nghiêm thị, xem ra các nàng cũng muốn cho người ngoài là Hàn Lập về trước, để cho tỉ muội các nàng thương lượng một số chuyện quan trọng. Hoàn Nhi, ngươi đưa Hàn sư huynh ra sau tìm một gian phòng sạch sẽ, để cho sư huynh nghỉ ngơi một chút, nghiêm thị nói với Mạc Thải Hoàn con biết rồi, Hàn Sư Huynh. Theo ta đến đây đi mặc thải hoàn hai trong mắt nháy vài cái, mũi cũng khẽ nhíu lại, bắt đầu có chút ý không vui, nhưng lập tức suy nghĩ lại, vừa cười vừa đáp ứng. Không cho phép chọc phá Sư Huynh của con. Nếu không, xử theo gia pháp. Nghiêm thị đối với tâm tư của nữ nhi bảo bối này rõ như lòng bàn tay, bởi vậy trước tiên ra cảnh cáo cho nàng ta trước. Được rồi, người ta biết rồi. Cô gái bĩu môi, không tình nguyện nói. Hàn lập trong lòng muốn toát mồ hôi, nếu như nghiêm thị không nói chẳng lẽ vị tiểu thư xinh đẹp này sẽ vô cớ răng bẫy chọc phá mình sao hàn lập dùng ánh mắt khác thường nhìn mặc thải hoàn cảm giác đầu tiên đối với cô gái này tựa hồ cũng không phải tinh linh đáng yêu như vậy vì vậy mặc thải hoàn thờ ơ đi ra khỏi cửa mà hàn lập thần sắc bất động đi theo phía sau đợi hàn lập đi ra khỏi phòng hồi lâu bên trong phòng đang im lặng đột nhiên vang lên thanh âm trịnh trọng của nghiêm thị ngũ nguội làm phiền người ra quan sát thử bốn phía có phải tiểu tử kia thật sự đã rời khỏi nơi đây hay không, đừng để hắn lặng lẽ quay lại, chúng ta cũng không biết. Vương thị lạnh lùng sau khi nghe vậy, không nói một lời đi ra khỏi phòng, sau đó biến mất trong bóng tối. Tứ muội, người không phải là quá đề cao tiểu tử kia đấy chứ. Hắn có thể có bản lãnh lớn như vậy sao? Tam phu nhân trong mắt lưu quang chớp động, có chút khó hiểu. Tam tỷ, người nhìn lầm rồi. Đồ đệ này của phu quân chúng ta thu nhận cũng không phải là tầm thường. Nghĩ tới mặc phủ ta vốn đề phòng nghiêm ngặt, không nói tới căn lầu này là trọng địa nơi ta xử lý công việc, bên cạnh có cạm bẫy, cảnh vệ càng đông đúc, có hơn hai ba chục người, cứ như vậy hắn lại có thể lén lẻn vào nơi đây, mà ta cùng thải hoàn không hề phát hiện, người cảm thấy cái này cao thủ bình thường có thể làm được sao? Nghiêm thị nhẹ giọng nói, chương 112, ám tím, như tứ muội vừa nói, gã mau đầu tiểu tử họ hàn kia, đúng thật có vài phần đáng ngại. Nhị phu nhân lý thị khẽ cao mày, từ từ nói, thật ra không nói đến những thứ khác, định lực của hắn so với tên giả mạo lần trước mạnh hơn rất nhiều ta nhớ kỹ công tử họ ngô kia sau khi gặp ta đã bị thiên hồ đại pháp của ta làm cho si mê cả ngày mới khôi phục lại bình thường mà họ hàn này chỉ lúc bắt đầu thì có chút thần mê nhưng lập tức tỉnh táo lại có thể thấy tinh thần lực hơn người không phải là hạng tầm thường tam phu nhân do dự một chút rồi thở dài rồi nói ra lời trong lòng mình những lời này vừa ra ba người lại yên tĩnh lại mỗi người đều có tâm tư tựa hồ nói cái gì bây giờ cũng không tốt một lát sau, nghiêm thị cười khổ một chút, rốt cục chủ động lên tiếng trước nói, người này lợi hại như thế, không biết đối với mặc phủ chúng ta mà nói, là họa hay phúc. Lấy ra ám thư, mọi người xem là rõ ràng. Nghiêm thị lời còn chưa dứt, thanh âm của thiếu phụ lạnh lùng ngũ phu nhân, từ bên ngoài phòng lạnh lùng nói, cũng đang chậm rãi tiến vào. Ta đã xem qua, trong phương viên 200 thước tuyệt không có người ngoài, cũng đã tăng số cảnh vệ lên gấp đôi. Ngũ phu nhân không chút biểu tình nói. Nghiêm thị cúi đầu suy nghĩ một chút, rốt cục mở miệng. Các người nói vậy cũng đều nhớ lời phu quân nói trước khi đi. Sau khi hắn rời đi, nếu là cho người đem thư về mà chỉ có minh thư, thư rõ ràng chứ không có ám thư, thư có ẩn dấu nội dung khác, thì nói rõ ràng hắn bình yên vô sự, chúng ta cũng yên tâm. Nếu trong thư có ẩn dấu ám thư, thì 89 phần 10 là báo về có chuyện không ổn, để cho chúng ta chuẩn bị tâm lý. Về phần lá thư này, chúng ta cũng thấy rõ, trên lá thư này đích xác là có dấu ám thư. Bất kể là tin tức tốt hay không, cái này chúng ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cũng phải xem rõ nội dung bên trong là gì, thanh âm của tam phu nhân cũng không hề kiều mị nữa, mà ngược lại tràn ngập đau xót. Được rồi, mọi người nếu đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta hãy là cho ám thư hiện hình lên đi. Nghiêm thị quyết đoán nói, nàng không trần chờ nữa, đem một chén trà trên bàn đặt đến trước mặt, rồi đổ vào đó nửa chén nước. Tiếp theo lại đem chiến nhẫn hình rồng trên tay mình, xoay mấy vòng, đem chiếc nhẫn tách thành hai nửa, lộ ra bên trong có chứa một chút bột phấn màu trắng nghiêm thị cẩn thận đem số bột này đổ vào chén nước sau đó ánh mắt hướng về mấy người còn lại nhị phu nhân lý thị dưới cái nhìn của nghiêm thị đứng dậy đầu tiên nàng đi tới trước bàn khoát nhẹ tay trên ngón tay trắng nõn cũng có một chiếc nhẫn tương tự như vậy lý thị từ bên trong nhẫn cũng lấy ra một ít bột phấn đổ vào bên trong chén trà chỉ là số bột của nàng có màu hồng thoạt nhìn không giống của nghiêm tiếp theo tam phu nhân ngũ phu nhân đều có cử động tương tự các nàng cũng đều có một cái nhẫn hình rồng bên trong giấu một phấn phân biệt màu vàng và màu đen. Nghiêm thị đợi tất cả mọi người làm xong chuyện của mình, mới cầm lấy chén trà khe khẽ lay động, kết quả chất lỏng nguyên đủ màu sắc bên trong, trước sự nhẹ nhàng lay động đó đó trở nên trong suốt. Được rồi, nước hiện hình đã điều chế xong. Nhị tỷ, người tay linh động nhất. Việc xử lý lá thư này do tỷ tỷ làm đi. Nghiêm thị khiêm nhường nói với nhị phu nhân. Lý thị nghe nghiêm thị nói, mỉm cười, cũng không chối từ, ưu tiếp nhận lấy chén nước và thư, chăm chú xử lý. Trong khoảng thời gian tiếp theo, trừ Lý thị đang xử lý lá thư ra, những người khác đều trầm mặc không lên tiếng, làm cho không khí bên trong phòng có vẻ càng trở nên khẩn trương. Hoàn thành, trên lá thư tất cả đều đã được lau qua một lần. Kế tiếp hẳn là ngũ muội hỗ trợ, dùng nội công hong khô nó. Lý thị đứng lên, lau mồ hôi đổ trên trán, cười nói với Ngũ phu nhân. Thiếu phụ mặt lạnh gật đầu, cẩn thận nhận lấy lá thư. Nàng đưa tay ra, vận công làm cho bàn tay phát ra độ nóng nhè nhẹ. nhẹ. Sau đó lại đưa bàn tay để cách trên lá thư 2 3 tấc rồi dừng lại bất động, cứ như vậy khuôn mặt từ từ hồng lên. Không bao lâu sau, lá thư đã hoàn toàn khô, chữ viết bằng mực đen trên lá thư đã không còn nữa, ngược lại hiện ra một vài chữ viết màu đỏ nhàn nhạt, nhạt, đây là thứ mà Mặc Đại Phu hao phí tâm cơ muốn cho Hàn Lập, đưa về cho vợ con ám thư. Hàn Lập cũng không biết những chuyện phát sinh trong phòng sau khi mình đi, hắn lúc này nhìn Tiểu Yêu Tinh trước mắt mà cảm thấy đau đầu, vị Mặc Tam tiểu thư này đang đi nửa đường đã nhằn chằm chằm vào hắn đòi lễ ra mắt sư huynh. Sư muội muốn lễ vật gì? Hàn Lập bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi, chuẩn bị thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Có châu bảo trang sức gì, thấy đẹp hoặc thú vị gì đó đều được, ta cũng không có kén chọn lắm. Thật sự không thể không nói, đưa ta bảy tám ngàn lượng bạc cũng được, sung tính là vượt qua kiểm tra. Mặc thải hoàn mở đôi mắt to đen láy, thiện chân vô tà nói. Bảy tám ngàn lượng bạc. Hàn lập vừa nghe thiếu chút nữa té ngửa trên mặt đất, vị tiểu yêu tinh này thật đúng là sư tử to mồm, một chút cũng không biết xấu hổ. Đem toàn bộ số tiền trên người, cũng không có nhiều bạc như vậy. Hơn nữa, cho dù có, cũng không thể nào đưa cho nàng ta như vậy, nàng thật đúng là muốn biến mình thành tên ngốc hay sao? Hàn lập trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt trên mặt mặc dù không biến đổi, nhưng ánh mắt nhìn cô gái đã xuất hiện một chút ý tứ. Mặc thải hoàn cũng thông minh cơ trí, xem qua đã hiểu vài phần tâm tư của hàn lập. Nàng đem cái miệng nhỏ nhắn chề ra, cố ý cả kinh kêu lên, Hàn Sư Huynh, người không phải là không có lễ vật gì khi lần đầu gặp sư muội đáng yêu như vậy, chứ. Phải biết rằng, ngô công tử kia, mới gặp mặt đã cho người ta một vạn lượng ngân phiếu để tiêu vặt. Hàn Lập vừa nghe, cái này thật quá ngu ngốc. Đó là họ ngô muốn thu thấy gia tài của các ngươi. Ta chưa từng có loại ý nghĩ này, hơn nữa hiện tại còn âm độc chưa trừ, bất cứ lúc nào cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hàn Lập bực mình, dứt khoát bất động thanh sắc nhìn lên bầu trời, vẫn không nhúc nhích hắn muốn nhìn một chút vị tiểu yêu tinh này, làm sao có thể từ trên người hắn chiếm được tiện nghi. Mặc thải hoàn thấy hàn lập này có vẻ tức giận, cũng giả ngốc làm bộ không nói lời nào, một chút cũng không để ý tới mình, trong lòng không nhịn được có chút nóng nảy. Từ một năm trước, nàng từ trên người trên giả mạo kia, lừa lấy được không ít tiền, hàng đêm nằm mơ, cũng mong muốn có nhiều người như vậy đem tiền tới tận nhà cho mình xài. Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội lần nữa, nhưng cái tên thoạt nhìn đúng là đệ tử của cha lại rất khó nhá, hơn nữa da mặt cũng so với tưởng còn muốn dày hơn, đối với một cô gái đánh yêu như mình một chút động tâm cũng không có. Còn không thèm nhìn bản thân mình diễn nước mắt muốn chảy ra rồi đây. Vậy mà vẫn không chút động tĩnh nào, thật tức chết người đi được. Chương 113, Oanh Hương Hoàn. Tối nay trăng cũng không tính là quá lạnh, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Mạc Thải Hoàn lại có chút phát xanh, hai mắt nàng hận hận nhìn Hàn Lập, trong lòng đối với vị sư huynh da mặt dày này không ngừng nghiến răng. Hiện tại hai người đang đứng tại một con đường nhỏ ở hậu viện, lạnh lùng cứ thế mà đứng đó cũng không bước tới trước một bước nào nguyên mặc thải hoàn thấy hàn lập dám không để ý tới tam đại tuyệt chiêu của mình giả bộ đáng yêu làm nũng nước mắt công kích dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nghiến răng không có dẫn đường đi tiếp nữa nàng định dùng tới chiêu ép hàn lập không cam lòng mà dùng ánh mắt đánh thương nhìn hàn lập hy vọng sau khi dùng tới chiêu cuối này có thể làm cho đối phương khuất phục nhưng hàn lập vừa thấy mặc thải hoàn làm ra bộ dáng đánh thương này không khỏi cười thì ra cái vẻ mặt này của nàng làm cho hàn lập nhớ lại người bạn tốt lệ phi vũ trước kia mỗi khi lệ phi vũ có chuyện phiền toái gì muốn nhờ hàn lập hỗ trợ cũng sẽ dùng vẻ mặt như vậy đối với hàn lập dần dần hàn lập đối với loại vẻ mặt này đã hoàn toàn miễn dịch cho nên khi mặc thải hoàn dùng ánh mắt giống như một con chó nhỏ đánh thương nhìn hàn lập hàn lập đã có tư vị đứng tại chỗ tận tình thưởng thức sự biểu diễn của đối phương thỉnh thoảng lại lắc lư đầu lẩm bẩm vài câu thơ dưới sự phản kích ác độc như thế của hàn lập mặc thải hoàn rất nhanh thay đổi bộ dáng thương cảm hoàn toàn thu lại thay vào đó là vẻ mặt giận giữ trợn mắt nhìn duy trì cho đến bây giờ nhưng thật ra mặc thải hoàn cũng đang hối hận tình hình hiện tại nếu bị mẫu thân biết sợ rằng chỗ tốt chẳng những không được trước tiên lại phải thưởng thức tư vị gia pháp cái đã nghĩ tới đây nàng lại đối với hàn lập sự căm tức càng thêm vài phần tên tiêu tử đầu đất này không thể tùy tiện đưa ra vật gì đó cho mình sao chẳng lẽ không biết con gái thì hay như vậy sao thật sự là kẻ quê mùa mà cô gái lúc này đã phải mở miệng nói với đối phương. Hàn lập mặc dù không có kinh nghiệm đối với các cô gái, nhưng cũng biết bản thân cũng phải ở lại mặc phủ, cũng không thể thật sự đắc tội với đối phương, cho nên cũng cảm thấy không nên tuyệt tình quá, nên cũng lo lắng lục lọi trong túi, tìm xem có vật phẩm gì thích hợp hay không để đưa cho tiểu yêu tinh này. Hàn lập rốt cục lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc, trong bình có mấy viên thuốc mà đỏ rực tỏa ra hương thơm. Thuốc này được gọi là oanh hương hoàn, nghe nói là thuốc của hoàng phi trong cung đình. Công hiệu của thuốc này cũng không có gì, tác dụng duy nhất chính là phát ra mùi hương làm mê lòng người. Loại kỳ hương này chẳng những lâu dài dễ ngửi, lại có thể thanh trừ ruồi muỗi quấy nhiễu, thật sự được các mỹ nữ trong hậu cung yêu thích. Đáng tiếc chính là muốn chế được thuốc này cũng cần một số loại dược liệu, đều là thứ hiếm thấy. Cho dù là hoàng cung cũng không có thường xuyên có được, không cách nào hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của hậu cung. Bởi vậy trong dân gian càng khó mà thấy được bóng dáng của nó. Hàn lập lúc đầu cũng không có khả năng chế tạo nên thứ thuốc không có tác dụng gì đối với mình như vậy, nhưng tại thất huyền môn, hắn cũng là nể tình lệ phi vũ mà giúp hắn điều chế một vài viên, để cho hắn làm quà cho Trương Tụ Nhi. Một bình nhỏ này chính là xó thuốc còn lại, nguyên lúc đầu Hàn Lập chỉ dùng để xua đuổi côn trùng khi qua đêm ở ngoài trời, nhưng hôm nay cũng nhân tiện lấy ra để ứng phó. Hàn Lập đem cái bình nhỏ tung về phía cô gái đối diện, mặc thải hoàn không kịp đề phòng, có chút luống cuống tay chân chụp lấy. Đây là cái gì? Mặc thải hoàn mỉm cười, nàng cuối cùng cũng từ cái người cực kỳ hẹp hòi này lấy ra được lễ vật mặc dù vẫn không biết là cái gì nhưng cũng làm cho mặc thải hoàn rất là hưng phấn đó là oanh hương hoàn nó đặc biệt kỳ diệu có thể hàn lập đem các công hiệu của thuốc này giảng giải tỉ mỏ cho cô gái nghe còn tưởng rằng đối phương sẽ rất là hài lòng và cao hứng ai ngờ cô gái mở cái bình ra sau khi ngửi thấy mùi thơm liền lập tức vọt nhanh ra xa dùng ánh mắt phòng bị sắc lang mà nhìn hàn lập trong miệng vẫn cẩn thận đề phòng nói thuốc này không phải là mê dược hay là xuân dược gì đó chứ. Ta cũng đã nghe hai vị tỷ tỷ nói mùi thơm cũng tương tự như thế này, ngươi không phải là muốn có mưu đồ gì với ta chứ. Hàn lập nghe vậy sửng sốt hồi lâu, sau đó cũng không nói gì, hắn bây giờ đột nhiên có loại cảm giác tức muốn hộc máu. Cô gái này tâm tư cũng thật khó mà nắm được. Lại có thể đem oanh hương hoàn liên tưởng đến xuân dược. Hiện tại Hàn Lập cũng không biết là nên bội phục sự cẩn thận của đối phương, hay là vì sự oan uổng của mình mà hô to lên ba tiếng xem bộ dáng ngươi nói hình như là sự thật bất quá ta phải đưa cho nhị tỷ kiểm nghiệm mới có thể dùng được dù sao nữ nhi chúng ta cũng phải cẩn thận là trên hết mặc thải hoàn nghiêm trang nói với hàn lập khụ khụ ngươi cứ tùy tiện hàn lập không nói gì chỉ có thể ho khan vài tiếng che giấu sự nhăn nhó trên mặt mình hắn hiện tại cảm giác thấy nên cách xa tiểu yêu tinh này một chút thì tốt nếu không cũng không biết lúc nào sẽ làm cho phát bực mà chết bất quá nếu như thuốc sử dụng tốt theo như lời ngươi nói vậy xem như ngươi vượt qua kiểm tra sau này sư huynh tại mặc phủ có việc gì khó khăn cứ việc tìm thải hoàn ta sẽ hỗ trợ ta chỉ cần thu chút thù lao nho nhỏ khẳng định có thể giúp ngươi hoàn toàn giải quyết mặc thải hoàn đem cái bình nhỏ nơi tay rung lên vài cái cười nói được rồi sư muội sư huynh có việc nhất định tìm ngươi hỗ trợ hàn lập lúc này cũng khôi phục lại thái độ bình thường bình thản mà đáp lại trong lòng lại hung hăng thầm nghĩ tìm cái loại mê tiền như ngươi có mà điên Mặc Thải Hoàn tự nhiên nghe không được lời trong lòng của Hàn Lập, nàng vì đối phương trở nên thuận theo mình mà rất là cao hứng, đột nhiên cảm giác được vị Hàn sư huynh này cũng khá là thú vị, thoạt nhìn cũng có vài phần thuận mắt. "Chúng ta đi thôi, Hàn sư huynh, ta sẽ chọn cho người một căn phòng lớn, sẽ không để ngươi thiệt đâu." Mặc Thải Hoàn mặt mày hớn hở cuối cùng đã tiếp tục dẫn đường, nàng ngẩng cao đầu đi ở phía trước Hàn Lập, mà Hàn Lập ở phía sau thở dài một hơi, rồi từ từ đi theo sau. Cô gái tinh linh cổ quái như vậy, Hắn tuyệt đối là vô phúc tiêu thụ. Đừng nói tới đại tiểu thư, cũng không có khả năng coi trọng người có tướng mạo bình thường như mình, coi như là coi trọng, hắn cũng sẽ không chút do dự mà cự tuyệt. Nếu không bằng vào thủ đoạn của đối phương, cũng khiến cho hắn cảm thấy ăn không tiêu hàn lập trong lòng nghĩ như vậy, đưa Mặc Thải Hoàn từ trong danh sách ái mộ của mình, không chút do dự mà một bút xóa đi. Chương 114, Yến ca si tình. Hàn lập cuối cùng tại một gian phòng trong Mặc phủ mà an giấc, Mặc Thải Hoàn cũng không có hứng thú gì mà lưu lại cũng rất nhanh cáo từ trở về nàng đột nhiên trở ra bộ dáng hết sức thục nữ làm cho hàn lập có chút ngoài ý muốn cũng không rõ người của mặc phủ đối với mình có thái độ gì không biết là còn có nguy hiểm gì cho nên hàn lập cả đêm cũng không có chính thức ngủ chỉ là chợp mắt một chút trên giường mà thôi tới sáng ngày thứ hai hàn lập đang mông mông lung lung thì ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa phành phành chẳng lẽ là tiểu yêu tinh tới hàn lập cau mày nhưng sau đó lập tức lắc đầu tiếng đập cửa vững vàng như vậy, quyết không giống phong cách của Mạc Thải Hoàn. Nhưng người biết mình ở chỗ này, hẳn là cũng không có mấy người. Hàn Lập mang theo một chút nghi hoặc, rửa sơ mặt, rồi mở cửa phòng ra, bên ngoài có một thanh niên mày rậm mắt to cỡ hơn 20 tuổi đang đứng. Thanh niên này vừa thấy Hàn Lập đi ra, trên dưới xem xét Hàn Lập từ trước ra sau, rồi ôm quyền phi thường nhiệt tình nói, là Hàn Sư Đệ phải không? Tại hạ Yến Ca, cũng tính là đại sư huynh của các hạ. Yến Ca, Hàn lập trong đầu nhớ ra tin tức của người này, người nọ là đại đệ tử của Mặc Đại Phu. Ha ha, huynh mặc dù là đệ tử đầu tiên của sư phụ, bất quá tư chất cũng không được tốt, cũng không nhận được bao nhiêu chân truyền của sư phụ, làm cho lão nhân ra lấy làm xấu hổ. Yến Ca Phi thường hào sảng trực tiếp nói với Hàn lập. Hàn lập vừa thấy thanh niên thản nhiên như thế, trong lòng không khỏi đối với người này có hảo cảm, vì vậy vội vàng đáp lễ nói, Yến sư huynh sớm vậy, mời vào phòng nói chuyện. Không cần. Mấy vị sư mẫu bỏ ta tới đây, mấy lão nhân gia có việc tìm Hàn sư đệ, muốn sư đệ đi qua đó gặp Yến ca khoát tay áo, cười nói. Hàn Lập vừa nghe, sững sốt một chút, nhưng lập tức gật đầu đáp ứng, cũng đóng cửa phòng lại cùng Yến ca sóng vai mà đi. Yến ca đối với Hàn Lập cảm thấy rất hứng thú, dọc theo đường đi cũng không ngớt miệng hỏi cái này hỏi cái kia, đối với phong thổ nhân tình của Việt Châu cũng rất tò mò, hỏi tới không ít. Khi hai người đi qua hoa viên của hậu viện, lại ngoài ý muốn gặp một đôi thanh niên nam nữ đúng là mạc ngọc châu và ngô kiếm minh mà hàn lập hôm qua trông thấy ở xa xa hai người bọn họ đang đi dạo ở trong vườn bộ dáng tình trạng ý thiếp loại cảm giác này làm cho hàn lập rất khó chịu phảng phất cảm giác như bản thân bị người ta đoạt đi một cái gì đó hai người đối diện hiển nhiên cũng phát hiện hai người hàn lập cũng chủ động hướng tới bọn họ mà đi tới đợi khi hai bên đến gần mạc ngọc châu đối với gương mặt không có gì đặc biệt của hàn lập chỉ là đảo qua cũng không nói cái gì mà ngô công tử kia lại nghi hoặc đánh giá hàn lập yến sư huynh sớm vậy vị tiểu huynh đệ này thoạt nhìn rất không quen không biết là đệ tử của vị cao nhân nào ngô kiếm minh cười hỏi hàn lập vốn tưởng rằng yến đại sư huynh bên cạnh sẽ chủ động thế mình mà trả lời cho đối phương ai ngờ đợi hồi lâu cũng không nghe thấy thanh âm của người bên cạnh điều này làm cho hàn lập ngạc nhiên hắn không khỏi quay đầu qua nhìn yến ca kết quả hàn lập thấy tức giận không nói nổi yến sư huynh lúc này vẻ mặt lại si mê đang ngơ ngác nhìn mặc ngọc châu mặc đại tiểu thư đến xuất thần hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã làm sao còn có thể phản ứng trả lời cho ngô kiếm minh tiểu đệ là cháu của tam phu nhân phụng mệnh cha mẹ đến thăm tam phu nhân thuận tiện muốn báo cho phu nhân một số việc hàn lập dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là quay đầu tự thân mình xung trận hắn cố ý giả ra bộ dáng ngượng ngùng lắp ba lắp bắp ba bốn lần ồ oh, như vậy à ngô kiếm minh chỉ nghe hàn lập nói một câu đã hoàn toàn đối với hắn mất đi hứng thú cái này cũng khó trách hàn lập bề ngoài cũng quá không có gì vừa mắt cũng không ra dáng vẻ của người luyện võ cái này làm sao mà để cho ngô đại công tử để vào mắt được giờ phút này ngô công tử quay đầu lại đối với loại vẻ mặt si ngốc của yến ca đối với mặc ngọc châu rất là mất hứng sắc mặt trầm xuống dù sao mỹ nhân bên cạnh hắn trên danh nghĩa chính là vị hôn thê của hắn hôm nay hàn lập cách mặc ngọc châu tương đối gần vẻ mặt của đối phương đều được thu vào trong mắt nàng khẽ cau mày, trên mặt có chút vẻ không vui, hiển nhiên đối với loại ái mộ mà trợn mắt ngó chăm chăm như Yến Ca rất là không kiên nhẫn. Yến sư huynh, nếu không có chuyện gì, tiểu muội cùng Ngô công tử xin cáo từ trước. Mặc Ngọc Châu miệng khẻ nhếch lên, lạnh lùng hướng tới Yến Ca thi lễ, rồi di động thân thể mềm mại rời khỏi nơi đây, mà Ngô Kiếm Minh kia cũng quay về phía Yến Ca hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa, lập tức đuổi theo. Hàn Lập nhìn theo bóng lưng hai người dần dần đi xa, khóe miệng lộ ra một vẻ cười cổ quái sau đó hắn quay đầu nhìn vị yến sư huynh kia kết quả phát hiện đối phương vẫn nhìn theo hướng mà hai người vừa đi mà ngây ngốc đứng ngẩn người ra hàn lập thở dài vị này đúng là kẻ khùng si tình chỉ là trông thế nào vị mặc đại tiểu thư kia bộ dáng cũng không giống đối với hắn có thể có hảo cảm sợ rằng đối phương cũng đã bị cột vào sợi tơ si tình khó dứt hàn lập dùng sức vỗ lên vai của yến cao một trưởng làm cho thân thể hắn chấn động vẻ mờ mịt trên mặt nhất thời biến mất cuối cùng từ trong si ngốc mà tỉnh lại thật ngượng để cho hàn sư đệ thấy mà chê cười yến ca khôi phục lại lý trí trên mặt đỏ bừng đối với sự ngu ngốc của mình rất là xấu hổ không có gì yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu đó là bản tính của nam nhân có cái gì mà ngượng ngùng hàn lập mỉm cười nói yến ca nghe hàn lập nói xong cũng không cảm thấy thư giãn ngược lại cười khổ một cái rồi chậm rãi nói không dối gạt hàn sư đệ từ nhỏ ta và ngọc châu cùng lớn lên với nhau cũng không thể nói cái gì là thanh mai trúc mã nhưng cũng không sai biệt gì mấy cũng có cảm tình rất sâu. Nhưng đáng tiếc chính là, Ngọc Châu sau khi lớn lên tựa hồ đối với ta chỉ có tình huynh muội, mà không có ý tứ gì khác, bởi vậy sau khi dã bị nàng mấy lần cự tuyệt, ta cũng đã hiểu suy nghĩ của nàng, chỉ là hy vọng nàng tìm được một phu quân tốt, có thể làm cho nàng cả đời hạnh phúc. Nhưng hôm nay vừa thấy Ngọc Châu, ta vẫn không cách nào tự kiềm chế, bất chi bất giác mà trở nên ngu ngốc như vậy. Yến ca nói xong lời cuối cùng thì có vài phần tự diễu trong đó. Hàn lập sau khi nghe xong đối phương nói, không hề mở miệng nữa, ngược lại dùng một loại ánh mắt giống như là trông thấy một món đồ cổ chân quý một lần nữa đánh giá Yến ca, hắn trước kia cũng chỉ là từ trong sách vở và các loại chuyện xưa mà nghe nói qua loại tình cảm này, nhưng cũng không nghĩ tới một ngày nào đó mình có thể tận mắt thấy được. Nếu như đối phương nói là lời thật tâm, vậy hắn không biết là là nên khâm phục sự si tình của đối phương, hay là cần phải thầm mắng đối phương. Quá sức ngu ngốc, sau đó trên đường đi, Hàn Lập cố ý nói tới đề tài khác để đổi hướng suy nghĩ của đối phương để cho tâm tình của Yến Ca khôi phục lại bình thường. Hai người còn đang cười cười nói nói thì đã đi tới ngôi lầu, mà đêm qua Hàn Lập đã tới, ở nơi này mấy vị phu nhân của Mạc đại phu đang long trọng chờ đợi Hàn Lập đến, chuẩn bị cấp cho Hàn Lập một sự việc làm cho hắn vừa vui mừng vừa kinh hãi. Chương 115: Kinh biến. Vừa đi tới lầu 2, Yến Ca còn chưa gõ cửa, bên trong phòng đã truyền ra thanh âm của Nghiêm thị. "Là Hàn Lập và Yến Ca sao?" "Dạ đúng, tứ sư nương." Yến Ca vội vàng dừng bước, trả lời cung kính yến ca ngươi về trước đi để cho một mình hàn lập vào phòng thanh âm thản nhiên của nghiêm thị truyền đến loại mùi vị trong trẻo nhưng lạnh lùng đó làm cho hàn lập trong lòng không nhịn được máy động tuân mệnh yến ca hiển nhiên rất tôn kính nghiêm thị đối với mệnh lệnh của nàng một chút trần trừ cũng không có sau khi hướng về hàn lập cười một cái liền lặng lẽ đi xuống lầu hai trên lầu chỉ còn lại một mình hàn lập đợi bên ngoài phòng hàn lập lạnh lùng nhìn cửa phòng cũng không lập tức đẩy cửa bước vào mà phóng linh thức của mình ra cảm ứng tình huống bên trong phòng hắn cũng không hy vọng mình vừa bước vào đã bị phục binh đề phòng dùng loạn đao chém chết tốt nhất là vẫn phải cẩn thận một chút bên trong phòng rất yên tĩnh nhân số cũng không nhiều lắm chỉ có tiếng hô hấp cùng nhịp tim của lác đác đám mấy người nghiêm thị xem ra cũng không có kẻ không nên có ở bên trong điều này khiến cho hàn lập yên tâm rất nhiều vì vậy hắn tiến lên gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa rồi đẩy cửa phòng ra ngó vào trong một cái liền quyết định đi vào kết quả tình cảnh bên trong phòng làm cho hàn lập sắc mặt đại biến vốn bước chân đầu tiên đã dừng lại ở giữa không trung đó chính là căn phòng hắn đã tới đêm qua bàn ghế cùng trang trí bên trong tất cả đều giống như lúc đầu duy nhất không giống chính là cách trang phục của mấy vị mỹ phụ đám nghiêm thị mấy vị phu nhân diễm lệ lúc này tất cả đều mặc đồ tơ trắng toàn thân mặc tăng phục đơn sơ ngồi ở trên mấy cái ghế mắt đều lạnh lùng chằm chằm nhìn hắn không rời sắc mặt của hàn lập có chút trắng bệch có điều hắn tuyệt không phải sợ hãi mà là bị mặc đại phu đã chết làm cho tức giận thật rõ ràng hắn lại để cho lão hồ ly mặc đại phu kia dẫn dắt vào một đại lộ, phong thư đó xem ra thực sự giống với suy đoán của hắn, bên trong có huyền cơ khác, mà đám cọp cái từ trong đó đã biết tin tức cái chết của mặc đại phu rồi, xem ra đang ở chỗ này đợi hung thủ giết chồng tự động dâng mình tới cửa đây. Hàn lập hít sâu một hơi, sắc mặt liền khôi phục bình thường, tiếp theo sải bước tiến vào trong phòng không chút khách khí tìm một một chiếc ghế, ngay ngang ngồi đối diện đám phu nhân, sau đó nhìn các nàng không nói lời nào định xem đám nữ lưu này rốt cuộc như thế nào xử trí mình. Hiển nhiên cái loại không kiêng kỵ như Hàn Lập này, chuẩn bị bằng cách kéo căng ra mặt, đã vượt ra ngoài dự kiến của đám người nghiêm thị, khiến cho các nàng rối loạn thế trận, vẻ mặt mỗi người đều không giống nhau. Nhị phu nhân Lý thị sắc mặt xanh lẻ, hiển nhiên là bị cái tên Hàn Lập này hôm qua vẫn còn mở miệng một mực sư mẫu, hôm nay bị kẻ hậu bối dám chân cháo trợn mắt nhìn thẳng đám người mình làm, cho nổi giận, phải biết rằng nàng xuất thân dòng dõi thư hương, xem trọng nhất là quan hệ thân phận, nhưng hôm nay đụng chạm với tên Hàn Lập không tôn sư trọng đạo này, làm sao không tức giận đến phát run. Tam phu nhân Lưu thị thì lại khác xa Lý thị, nàng chẳng những không có tức giận, trái lại dường như có hứng thú nhìn Hàn Lập bước tới, có điều bằng vào mị lực kinh người đó của nàng, ngược lại làm cho Hàn Lập không dám nhìn về phía nàng, chỉ dám lướt qua mặt nàng một cái. Nghiêm thị trái lại cùng Vương thị xinh đẹp, lạnh lùng biểu hiện không khác biệt lắm, nàng lặng yên lạnh lùng đánh giá Hàn Lập, trong ánh mắt Hàn ý tràn ngập toàn bộ đông kết lại. Ngươi thật lớn mật, đệ tử bí mật của phu quân ta." Song Phương nhìn nhau công phu chừng một chén trà nhỏ, Nghiêm thị cuối cùng đã mở miệng, chỉ là ý bóng gió, trong lời nói của nàng mỗi người đều có thể nghe rõ ràng rành mạch. "Các vị sư mẫu, các ngươi muốn biết những gì hoặc muốn nói gì thì hãy nói thẳng ra đi, ta không muốn nghe nói thừa, cũng không muốn nói thừa." Hàn Lập nói mặt không đổi sắc. Hàn Lập rất rõ ràng, nếu như so đo cãi nhau cùng một vị phụ nhân chuyện càng tồi tệ, đó chính là đồng thời phải cùng mấy vị phụ nhân tiến hành đấu lưỡi cùng với việc phí sức đi phân bua sự thật, ngược lại còn không bằng là đi thẳng vào điểm cốt lõi của vấn đề. Hàn lập cho là như vậy. Hơn nữa đối phương không có đao quang kiếm ảnh mai phục cao thủ bên trong phòng, vậy đã nói lên những phu nhân này bây giờ còn chưa có ý định ra tay với mình, xem ra là còn có e ngại gì đó, còn có yêu cầu gì đó với mình. Nếu đã như vậy, càng không cần quá khách khí cùng các nàng. Dù sao cái chết của Mặc Đại Phu cũng chỉ đổ lỗi được cho chính mình, nhưng hắn cũng không có gì để hổ thẹn cả. Ngươi cho dù nghiêm thị là người đã thấy qua các loại trận chiến như vậy, cũng bị câu này, của Hàn Lập với giọng nói ngang ngạnh khiến cho nấc lên thiếu chút nữa nói không ra lời. Được, ta hỏi ngươi, phu quân ta có phải chết trên tay nghịch đồ nhà ngươi hay không? Nhị phu nhân không nhịn được nữa, hai mắt xinh đẹp tuyệt trần cơ hồ muốn phun ra lửa, khí thế hùng hồn trên người toàn bộ mất hết, chỉ còn lại vẻ mặt đầy oán hận. Nhị tỷ nghiêm thị cao mày, khẽ hô lên một tiếng, tựa hồ muốn ngăn cản kiểu tra hỏi này, của nhị phu nhân sẽ làm cho song phương lập tức trở mặt vị lý thị này trái lại rất thẳng thắn trực tiếp đem vấn đề mấu chốt nhất đưa lên trên mặt hàn lập âm thầm cười lạnh một cái thầm nghĩ có thể nói chết ở trên tay ta cũng có thể nói là tự sát hàn lập thản nhiên nói lời này vừa ra khỏi miệng làm cho đám phu nhân đối diện bao gồm cả nghiêm thị bên trong sửng sốt các nàng tưởng rằng hàn lập sẽ một mực phủ nhận đâu sẽ thừa nhận một cách không kiêng kỵ tại sao trái lại nói ra một câu không thể hiểu nổi nhị phu nhân lý thị sửng sốt một chút nhưng lập tức liền đột nhiên giận dữ hiển nhiên là cho rằng Hàn Lập lại bỡn cợt các nàng. "Ngươi nói bậy bạ gì đó, rõ ràng là ngươi xuống tay làm hại." Lý thị nói cả người run rẩy. "Ngươi làm sao biết nhất định là ta hại chết được, ngươi chính mắt nhìn thấy ư?" Hàn Lập hỏi ngược lại không hề khách khí nữa, nhưng hắn rất rõ ràng, lá thư đó là do mặc đại phu viết trước khi bản thân ngộ hại, tự nhiên không thể khẳng định chắc chắn hắn chính là chết ở trên tay mình, phòng trừng trong thư để lại cho những thê tử này, của hắn cũng chỉ là những lời phỏng đoán. Bởi vậy Hàn Lập có thể bắt bẻ không hề e ngại. Nếu ngươi đã nói như thế, vậy hãy đem việc phu quân ta ngộ hại giảng giải một lượt cho đám phụ, nhân chúng ta đi. Nếu quả thực không quan hệ cùng ngươi, chúng ta cũng sẽ không để cho ngươi oan uổng đâu. Ngũ phu nhân Vương thị xinh đẹp lạnh lùng vẫn một mực không nói gì, giữa lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chương 116, phiên kiểm trở mặt. Hàn Lập vừa nghe lời ấy, ngửa đầu ngáp một cái, sau đó cười lạnh nói, oan uổng cho ta khẩu khí thật lớn nàng cho rằng ta thực sự sợ mặc phụ các nàng sao nếu không phải mặc sư quả thực đã làm sư phụ của ta mấy ngày truyền thụ cho ta không ít y thuật hơn nữa tiếng tăm khi dễ mọi người của các nàng nghe cũng không tốt đẹp gì hừ chỉ bằng vào các nàng ta một tay có thể đem toàn phụ các nàng dưới chân núi giết sạch kể cả gà chó lời này của hàn lập đúng là lạnh lẽo đến tận xương ánh mắt cũng trở nên âm trầm hàn lập chú ý đã quyết nếu đã không cách nào gạt được bảo ngọc từ mặc phủ Vậy thì vì âm độc trên người, cũng chỉ có thủ đoạn cứng rắn không khoan nhượng. Hắn định biểu lộ chút thân thủ, để cho đám người Nghiêm thị biết lợi hại, rồi sẽ dùng vũ lực đòi noãn Dương Bảo Ngọc tới. Đám người Nghiêm thị khi mới nghe thấy lời nói hung ác của Hàn Lập, sắc mặt lúc đầu là ngạc nhiên, nhưng tiếp theo sau đó đột nhiên cười rộ lên, tam phu nhân Lưu thị lại càng cười nghiêng cười ngả, cúi gập cả lưng lại. Hiển nhiên những phu nhân này vốn không tin lời Hàn Lập, nhưng chẳng bao lâu, vẻ tươi cười trên mặt các nàng hoàn toàn ngưng trệ bởi vì hàn lập lúc này duỗi một ngón tay cùng lúc trên đầu ngón tay đó bỗng nhiên xuất hiện một quầng lửa quả cầu lửa lớn nhỏ cỡ miệng chén rượu này vừa hiện ra độ ấm trong phòng bất chợt cao lên làm cho đám phu nhân giống như rơi vào mùa hè oi bức sau đó hàn lập ánh mắt lạnh lùng nhìn phía đối diện định kiếm một vật làm mục tiêu cho hỏa đạn thuật của mình để cho những phu nhân này biết chút lợi hại nhưng không ngờ rằng chưa chờ hắn hành động lý thị không tự kìm hãm được đã kêu lên một tiếng tu tiên giả nét mặt đầy vẻ sợ hãi những người khác ai ai mặt mày cũng thất sắc, ngay cả ngũ phu nhân thần sắc lạnh như băng, cũng động dung đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập tràn ngập kinh ngạc. Những nữ nhân này biết tu tiên giả, điều này ngược lại làm cho Hàn Lập lấy làm kinh hãi, nhưng sắc mặt lại có vẻ càng thêm âm trầm. Ngươi thật sự là tu tiên giả. Tam phu nhân lưu thị đôi mắt đẹp trừng lớn, hỏi với vẻ bán tín bán nghi. Hàn Lập hừ một cái, không nói hai lời, dứt khoát khẽ búng ngón tay một cái. Hòa cầu kia phần phật một chút, đánh vào trên cái bàn bên cạnh lưu thị, kết quả cái bàn kia trong chớp mắt biến thành cho bụi cử động này dọa cho lưu thị mặt cắt không còn chút máu nàng vội vàng đứng dậy lùi về sau đống cho tàn vài bước lúc đó mới dừng lại vẫn chưa hết kinh hoàng giờ phút này vẻ mặt nhu nhược khổ sở động lòng người kia nếu để cho nam nhân khác thấy được sợ rằng vì thế lập tức không điên cuồng không xong đáng tiếc hàn lập căn bản không có ý thưởng thức cảnh này hắn bây giờ đang nhìn chằm chằm vào người đã kêu ra danh tự tu tiên giả là lý thị giọng âm u hỏi nhị phu nhân ngươi thế nào lại biết tu tiên giả chẳng lẽ ngươi đã gặp qua tu tiên giả khác ta lý thị bắt đầu sợ hãi nàng đối với thân phận tu tiên giả của hàn lập rất kiêng kỵ không nên hỏi nhị tỷ nữa chuyện có liên quan đến tu tiên giả ta nói cho ngươi là được nghiêm thị một bên ngả về phía sau nhắm hai mắt lại sắc mặt mệt mỏi sau đó lên tiếng cắt đứt sự tra hỏi của hàn lập ồ có thể nói cho ta nghe một chút không hàn lập xoa xoa mũi thần sắc hơi trở nên thong thả chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm thành gia nguyên có không ít người đều sự tồn tại của biết tu tiên giả nghiêm thị sau khi mở mắt ra cười khổ nói thậm chí một số người ở ngoài thành còn chính mắt thấy qua tranh đấu của tu tiên giả nghe nói bọn họ cũng hô mưa gọi gió đùa lửa phun xương ai cũng giống như thần tiên sống vậy nghiêm thị nói tới đây cũng dùng ánh mắt khác thường liếc hàn lập một cái thì ra là như vậy hàn lập vỗ vào sau đầu một cái hắn hoàn toàn đã quên mất thành gia nguyên cũng không phải là địa phương bé nhỏ như núi thải hà có tu tiên giả lộ diện ở nơi này tựa hồ cũng không phải một chuyện ngạc nhiên ngày hôm qua hắn không phải cũng mới thấy qua một vị mặc áo lam sao vậy mặc sư cũng biết sự tồn tại của tu tiên giả sao hàn lập giữa lúc đó đột nhiên nghĩ tới gì đó không khỏi mở miệng hỏi đương nhiên biết phu quân cũng được chính mắt thấy qua một trong những người của tu tiên giả tranh đấu nghiêm thị cảm thấy không có gì cần phải giấu giếm tùy tiện trả lời Ta tự hỏi Mặc Đại Phu thế nào mà lại si mê đối với tu tiên như vậy, thì ra sớm đã thấy qua tu tiên giả chân chính rồi. Đáng tiếc hắn không có linh căn, uổng phí tâm cơ nhiều như vậy, cuối cùng lại tiện nghi cho chính mình. Hàn Lập không nhịn được thở dài. Có điều, Hàn Lập đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, Nghiêm thị này thế nào mà nghe lời như vậy? Mình hỏi cái gì, nàng đều thành thực đáp cái đó, một chút khó chịu cũng không có. Nếu nói chỉ dựa vào mình là tu tiên giả, đối phương sẽ hoàn toàn khuất phục, Hàn Lập cũng sẽ không tin hàn lập cẩn thận quan sát tới vẻ mặt của nghiêm thị rốt cục phát hiện dưới vẻ mặt nhìn như an nhàn của đối phương mơ hồ có thần sắc nôn nóng chẳng lẽ đối phương đang chỉ hoãn thời gian hàn lập nhíu mày phóng linh thức ra nhưng khu phụ cận tiểu lâu cũng không có dấu hiệu ngoại nhân xông vào hàn lập đảo mắt một cái đột nhiên đứng dậy bắt đầu đi vòng quanh phòng từ bên này sang bên kia đánh giá bốn phía thoạt nhìn tựa hồ địa phương không có gì khả nghi bên trong phòng cái gì cũng rất đơn giản ngoài cái bàn thì là cái ghế cái gì cũng đều giống như hôm qua ngoại trừ nhiều hơn một đôi nến nhỏ màu trắng còn một nửa nến ánh mắt hàn lập rơi vào bên trên từ đầu hàn lập tưởng rằng đối phương ban ngày đốt nến là để cúng tế mặc đại phu bởi vậy đã không để ý nhưng hiện giờ nghĩ lại đối phương nếu muốn cúng tế phu quân như thế nào mà ngay cả một nén nhang cũng không có vậy có thể có chút bất thường rồi nghĩ tới đây hàn lập dùng mũi chú tâm ngửi một chút rốt cục ngửi thấy trong không khí một loại mùi cùng loại với đàn hương hương vị này quá thoang thoảng, nếu không phải có chủ tâm chú ý, căn bản không có khả năng bị người phát giác. Đám người nghiêm thị khi thấy Hàn Lập đưa mắt nhìn về phía cây nến, thì có chút không tự nhiên, sau khi Hàn Lập làm cử động hít người trong không khí, sắc mặt lại càng đại biến. Mà lúc này Hàn Lập lại nở nụ cười, còn cười thích thú khác thường. Có cái gì buồn cười sao? Cho dù phát hiện được cơ quan trên cây nến, người bây giờ cũng đã chậm. Đó là mê dược thiên nhân túy, người bình thường ngửi vào sẽ cốt gân cốt nhũn ra tứ chi vô lực. Người học võ người phải cũng sẽ mất hết chân khí, võ công tạm thời mất, cho dù ngươi là tu tiên giả, cũng không có khả năng đợi lâu ở bên trong phòng này mà vô sự. Nghiêm thị có chút không trầm tĩnh được, thử buông lời dò xét. "Không có gì, ta chỉ là cảm thấy vận khí của mình cũng không tệ lắm." Hàn Lập mỉm cười, "Khi ta ở Thất Huyền Môn, từng hay nghe người ta nói về sự âm hiểm xảo trá trên giang hồ, trong đó ấn tượng về Độc Dược, Mê Hương đối với ta khắc sâu nhất." bởi vì ta chẳng những thân từng chịu đau khổ hơn nữa món này khó lòng phòng bị cho dù là người bình thường nhưng dùng cái này cũng dễ dàng giết chết đại cao thủ vì thế ta vắt hết óc cuối cùng nghĩ ra một phương pháp vụng về để đề phòng mê dược và độc dược hàn lập có chút tự đắc nói mà đám người nghiêm thị mặt nhìn nhau còn có loại phương pháp này sao điều này sao có thể nhưng đối phương đến bây giờ vẫn chưa có ngã xuống vậy cũng là sự thật hôm nay sắc mặt cách nàng đã trắng bệch rồi về phần phương pháp gì Hàn Lập thấy tình trạng tất cả mấy phu nhân đều không chịu được lắng tai nghe mình nói, không nhịn được cười hắc hắc, ta không định nói cho các ngươi. Bởi vì ta không có thói quen để lộ bí mật cho kẻ thù. Thần sắc của Hàn Lập trở nên nghiêm túc. Gỗ có mùi thơm, làm nhang. Chương 117, Ngôn Hòa. Mấy phu nhân này nghe thấy Hàn Lập nói thế, sắc mặt nhanh chóng từ trắng chuyển hồng, trái lại khiến cho các nàng tăng thêm vài phần kiều diễm. Nghiêm thị tử trong giận giữ khôi phục thái độ bình thường trước tiên, nàng khẽ nâng cây thoa dưới búi tóc một lần nữa bình tĩnh nói cho dù các hạ thật sự là tu tiên giả cũng không e ngại mê hương này nhưng khó nói rằng không cố kỵ âm độc trên người chứ nàng vẫn đưa ra quân bài cuối cùng hàn lập vẻ mặt vốn đang mỉm cười vừa nghe lời ấy lập tức trở nên rét lạnh mặc đại phu quả nhiên đem vũ khí duy nhất có thể uy hiếp chính mình trao cho những phu nhân đặc biệt này không sai ta đích thật là có hàn độc trong người thế nhưng là trước khi độc phát Ta cũng không ngại đem các ngươi toàn phủ trên dưới giết sạch." Hàn Lập nói lời này rất bình thản, nhưng tính tàn nhẫn trong lời nói này lại làm cho đám phu nhân nghe được rõ ràng. Nghiêm Thị trầm mặc trong chốc lát, không có mở miệng. Mấy vị khác cũng im lặng theo, xem ra thực sự tới lúc đại sự sinh tử, trong Mặc phủ người có thể làm chủ chính là tứ phu nhân Nghiêm Thị. Nếu chúng ta cố kỵ lẫn nhau, lại không muốn lưỡng bại câu thương, xem ra chỉ có đàm phán thật kỹ. Nghiêm Thị sau khi yên lặng một lát, tỉnh táo nói: đương nhiên ta cũng không muốn tuổi còn trẻ mà cứ như vậy uất ức chết đi về phần mạng nhỏ của mình hàn lập không có ra vẻ gì vui vẻ đồng ý đề nghị của đối phương vì vậy hắn quay về đối diện nghiêm thị ngồi xuống có điều trước khi chúng ta đàm phán bọn thiếp vẫn muốn xin các hạ đem câu chuyện phu quân ta ngộ hại kể lại một lượt dù sao chúng ta vợ chồng một lần vẫn là phải biết được nguyên nhân chính thức cái chết của hắn bọn thiếp mới có thể yên tâm có điều xin yên tâm cho dù phu quân thực sự chết ở trên tay các hạ chúng ta cũng sẽ không có ý nghĩ gì khác, dù sao chúng ta cô nhi quả mẫu, không có khả năng lấy trứng trọi đá, tự đi tìm đường chết. Câu nói cuối cùng của nghiêm thị rất thê lương, phảng phất hàn lập chính là ác bá ức hiếp đám phụ nữ trẻ em các nàng vậy. Hàn lập vừa nhìn nét mặt của đối phương, không khỏi có chút đau đầu. hắn mặc dù biết đối phương là đang đóng kịch, nhưng nhìn thấy bộ dạng đau khổ thê lương của nghiêm thị, vẫn có chút mềm lòng. chẳng phải là nói cho các nàng chuyện mặc đại phu ngộ hại sao? chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm dù sao Hàn Lập tự thừa nhận cái chết của Mặc Đại Phu, lỗi lầm trong đó cũng không do bản thân, mà là dư tử đồng và tự chuốc vạ vào thân. Được rồi. Nguyên nhân cái chết của Mặc Sư ta có thể kể lại chi tiết cho các nàng, nếu như các nàng sau khi nghe xong, vẫn kiên trì nói phải tìm ta báo thù, ta sẽ bồi tiếp bất cứ lúc nào. Hàn Lập trầm ngâm một chút, rồi vẫn đáp ứng. Đa tạ công tử. Nghiêm thị nghe được Hàn Lập nguyện ý nói ra sự thực, lập tức khuôn mặt giãn ra, trên mặt lộ ra nét vui mừng. Chuyện là như thế này, sau khi ta bị Mặc sư gạt luyện Trường Xuân công hơn 4 năm, mới phát hiện, Hàn Lập không nhanh không chậm đem chuyện mình bị gạt, bị Mặc đại phu hạ độc, ép buộc luyện Trường Xuân công từ từ nói ra. Kể về Mặc đại phu muốn chiếm thân thể của mình, ý đồ mượn thể sống lại nhưng bị chiếm đoạt mất nguyên thần, đương nhiên sự xuất hiện của dư tử đồng và âm mưu do hắn sắp đặt, cũng đều trình bày tường tận chi tiết. Cuối cùng phát hiện thân chúng âm độc, việc không thể không đến Lam Châu lấy Noãn Dương bảo ngọc giải độc, toàn bộ cũng đều kể ra. Hàn Lập muốn cho những phu nhân này biết rằng, trong sự kiện cái chết của Mặc Đại Phu, hắn mới là thực sự là người bị hại, bản thân cũng không có thiếu nợ Mặc phủ chút nào. Đám người nghiêm thị sau khi nghe xong chuyện cũ kinh tâm động phách của Hàn Lập, đều không nhịn được quay ra nhìn nhau. Nếu quả đúng theo như lời Hàn Lập nói, vậy cái chết của phu quân các nàng, thật đúng là không đổ được lên đầu đối phương. Hơn nữa nghe về thủ đoạn, tâm kế của Mặc Đại Phu sử dụng với hắn theo như lời Hàn Lập nói, với ấn tượng về tập tính tác phong của người đó trong các nàng đúng là thực sự phi thường phù hợp, dường như cùng một chút tin tức lộ ra trong phong mật thư để lại kia, cũng không có chút mâu thuẫn nào, phỏng chừng vậy những lời này của đối phương chắc là đại khái không giả. Nếu quả tất cả đều là sự thật theo như lời các hạ nói, cái chết của phu quân ta đích xác không nên trách các hạ, toàn bộ việc này nên trách quỷ kế của dư tử đồng, nếu không phu quân ta làm sao bỏ mình. Nghiêm thị khẽ thở dài một hơi, những lời nói ra khiến cho hàn lập vì thế để mắt tới, Nghiêm thị này cũng quá thiên vị phu quân rồi, một câu nói nhẹ, như lông hồng đem toàn bộ lỗi của mặc đại phu đẩy lên xác chết, của dư tử đồng đó, đem phu quân mình lau chùi sạch sẽ, làm như hắn cũng một dạng giống với người bị hại. Hàn lập mở to hai mắt nhìn nghiêm thị, ngoài miệng mặc dù chưa nói, nhưng trong ánh mắt toát ra thần tình kỳ quái, đem ý tư tất cả đều biểu lộ sáng tỏ. Nghiêm thị dưới cái nhìn xăm soi của hàn lập, mặt không đỏ tâm không nhảy, như là không nhìn thấy vậy. Hàn lập có chút âm thầm cười khổ, nữ nhân này ra mặt trở thành giày tựa hồ một chút cũng không kém so với nam nhân. Hắn không nhịn được quay đầu nhìn thần sắc của mấy nàng kia. Tam phu nhân lưu thị vẫn là bộ dạng cười hì hì, cũng không có chút biến hóa nào, chứng kiến Hàn Lập nhìn lại, còn đáp lại hắn bằng một cái liếc mắt khêu gợi, Hàn Lập đối với cái này không nói gì. Nhị phu nhân Lý Thị, thấy Hàn Lập nhìn về phía nàng, có chút bứt rứt không yên, hơi cúi đầu xuống, không hổ trước kia là con gái gia đình quyền quý, hiểu biết lý lẽ, hiển nhiên đối với lời nói vừa mới rồi của nghiêm thị có chút xấu hổ về phần ngũ phu nhân vương thị vị thiếu phụ lạnh lùng xinh đẹp này mặc dù mặt không chút thay đổi nhưng nàng dùng sức vặn vẹo các ngón tay thì lại bại lộ dị thường trong lòng nàng còn về nàng rốt cuộc tâm tính ra sao hàn lập cũng không biết có điều theo những lời công tử vừa nói giữa chúng ta đã không có thâm cửu đại hận như vậy thì việc bàn bạc sẽ càng tiến hành thuận lợi rồi lúc này đôi môi căng mọng của nghiêm thị hé mở nói xa xôi Hàn Lập nghe thấy nghiêm thị nói thế, quay đầu lại thản nhiên nói, có gì mà phải bàn bạc kỹ nữa, các ngươi đem noãn dương bảo ngọc cho ta, ta sẽ ra đi, quyết không quấy nhiễu mặc phủ nữa. Điều này không thể được. Nghiêm thị mỉm cười, lập tức một mực cự tuyệt. Tại sao lại không được? Hàn Lập cũng không tức giận, hỏi. Công tử hôm qua ở ngoài phòng bọn thiếp, chắc đã nghe được không ít lời về tình cảnh ác liệt liên quan tới mặc phủ chứ. Các hạ chắc hiểu rất rõ, nếu không có ngoại lực trợ giúp, trên dưới mặc phủ ta sẽ bị người diệt môn, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu là như thế, vậy không bằng là để cho công tử động thủ, giết sạch tỉ muội chúng ta, vậy thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề rồi. Nghiêm thị hai mắt đỏ hồng, nói vẻ đau khổ. Đáng thương. Hàn lập nghe được lời ấy, kỳ quái nhìn chằm chằm nghiêm thị không nói gì, nhìn cho tới khi nghiêm thị hai tay ửng đỏ, nhưng nàng vẫn quật cường không chịu né tránh ánh mắt của hàn lập. Hàn lập thở phào một cái, bây giờ hắn biết bản lĩnh xảo trá của tiểu yêu tinh mặc thải hoàn, kia là theo ai học rồi, rõ ràng đúng là phiên bản của vị yêu tinh nghiêm thị trước mắt này. Chương 118, nhị tuyển nhất. Các ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào đây, hãy thành thực nói ra đi, ta không muốn vòng vo cùng các ngươi nữa. Hàn lập lãnh đạm nói, ra vẻ không chịu chút ảnh hưởng nào của nghiêm thị. Nghiêm thị hơi nhíu mày, thanh niên trước mắt này, trình độ nhũng nhiễu của hắn vượt xa dự liệu của nàng, cứng mềm với hắn đều không dễ sử dụng chút nào, đúng hơn là cảm giác không có chỗ xuống tay chẳng lẽ thực sự phải trực tiếp giao ra phòng tuyến cuối cùng của mình cùng đối phương đem sự việc bới rõ ra sao nghiêm thị có chút không cam lòng nàng nắm giữ quyền cao chức trọng của kinh giao hội bao năm nay có lúc đàm phán nào mà không chiếm được một chút tiện nghi dù trực tiếp nói rõ đầu đuôi nàng quay đầu lại nhìn ngũ phu nhân vương thị một cái trong những tỷ muội này cũng chỉ có vương thị là có năng lực phản đối quyết định của nàng cho nên nàng xem xem đối phương có kiến nghị gì tốt hơn hay không việc bàn bạc cùng người này do tứ tỷ một mực làm chủ được rồi ta không có bất cứ ý kiến gì. Vương thị đã nhìn ra ý tứ của nghiêm thị, nói lạnh như băng. Nghiêm thị được lời như vậy, tâm lý mừng rỡ, hơi có chút yên tâm trở lại. Tốt, nếu các hạ đã không định vòng vo, vậy tỉ muội chúng ta cũng đi thẳng vào điểm chính cùng ngươi nói ra điều kiện. Lời này của nghiêm thị vừa nói ra miệng, người đã hoàn toàn khôi phục lại phong phạm thủ lĩnh của tam đại bang thành gia nguyên. Cảm giác loại tiểu phụ nhân nhu nhược vô lực vừa rồi kia đã hoàn toàn biến mất, trên người tản mắt giao uy nghiêm của bậc bể trên già dặn. Được, đây mới là đối thủ ta muốn đàm phán. Hàn Lập khẽ mỉm cười. Ngươi chỉ cần tiêu diệt bọn đáng chết đối đầu với kinh giao hội là ngũ sắc, môn và độc phách sơn trang, để cho mặc phủ ta không còn bận tâm về sau. Ta liền lập tức đem noãn dương bảo ngọc hai tay dâng lên, bao gồm cả để cho ngươi chọn trong đám người thải hoàn một người làm vợ. Nhưng nếu định trì hoãn dùng sức mạnh chiếm đoạt, hoặc chỉ hoãn ép buộc tỉ muội chúng ta nói ra, vậy các hạ đã làm ra chủ ý sai lầm rồi, ta sớm đã đem bảo ngọc đưa cho người tâm phúc rồi nếu chỉ cần có một ngọn gió thổi động cỏ, sẽ lập tức hủy diệt bảo ngọc, để cho chúng ta đồng quy vu tận. Nghiêm thị thần sắc hiên ngang nói. Nghiêm phu nhân cũng không sợ gió lớn xẹt qua đầu lưỡi sao. Để cho một mình ta diệt ngũ sắc môn và độc phách sơn trang. Các ngươi còn thiếu chân thực mà muốn đạt được ư. Hàn lập tựa hồ đối với sự uy hiếp của nghiêm thị sớm đã có tính toán, không hề kinh hoàng. Hắn sớm biết noãn dương bảo ngọc kia, khẳng định không phải cậy mạnh là có thể vào tay được, Đối phương ngoài miệng nói uy hiếp ra, còn không biết che giấu bao nhiêu chiêu phía sau. Bởi vậy bắt đám người đối phương cưỡng ép hỏi nơi giấu bảo ngọc, đó chỉ là hạ sách, tốt nhất chính là làm cho đối phương tự mình cam tâm tình lấy ra mới hay. Hàn công tử chẳng phải là tu tiên giả sao? Những người trong giang hồ này sao lại là đối thủ của các hạ được, huống chi chúng ta cũng không khiến ngươi giết sạch tất cả bang chúng của đối phương, chỉ là muốn làm cho một số đại đầu mục của đối phương biến mất là được. Lần này là thiếu phụ Diễm Lệ Tam phu nhân sau khi cho hàn lập một nụ cười khêu gợi động lòng người miệng phả ra hương thơm của hoa lan tiếp lời nói tu tiên giả thì sao tu tiên giả khác ta không biết nhưng bản thân ta có bao bản lĩnh thì ta rõ mồn một, một cũng sẽ không ngu đến mức một người đi đối kháng với đại bang hội mấy vạn người hơn nữa các ngươi thực tưởng rằng tu tiên giả là có thể sát hại người bình thường không kiêng kỵ gì mà không hậu họa gì sao hàn lập mắt lạnh lùng liếc tam phu nhân một cái trong mắt hàn ý lạnh lẽo làm cho nụ cười của đối phương tắt hẳn hàn lập đã vận trường xuân công lên tóm lại dưới tình huống trong lòng đã có đề phòng ngay cả cho nàng thi triển loại mỹ thuật mê hồn làm sao có thể có hiệu quả được làm sao vậy nghe ý tứ của công tử tu tiên giả đối với người bình thường chúng ta còn hạn chế gì mà không được nghiêm thị hỏi có chút kinh ngạc tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ dù sao ta mới trở thành tu tiên giả không lâu chưa có thể chân chính tiếp xúc những quy tắc này hàn lập nói nhẹ nhàng sau đó thấy nghiêm thị tựa hồ lại muốn mở mồm nói gì đó liền vung tay lên, ngăn đối phương mở miệng, lạnh lùng nói tiếp, nhưng chỉ cần đầu óc không có khiếm khuyết, suy nghĩ một chút sẽ hiểu được, nếu tu tiên giả có thể tùy ý ra tay đối với người bình thường mà nói, những người mà các ngươi gọi là Tam đại bá chủ này, thành ra Nguyên Tam đại bang hội còn có thể tồn tại đến hôm nay. Sớm đã bị tu tiên giả tâm thuật bất tránh tiêu diệt vô số lần rồi, nói không chừng những mỹ nữ các ngươi này cũng đã sớm thành trò chơi của bọn họ. Câu nói cuối cùng của Hàn Lập nói một chút cũng không khách khí khiến cho đám phu nhân đối diện sắc mặt ửng đỏ nhưng mắt lại lộ ra chút kinh hoàng nhưng đó chỉ là phỏng đoán của công tử mà thôi cũng không nhất định là sự thực nghiêm thị còn có chút chưa từ bỏ ý định vẫn cố gắng thuyết phục hàn lập chỉ cần có một phần trăm có thể bản thân cũng sẽ không đi làm cái việc tự tìm lấy đường chết hàn lập căn bản không để cho nghiêm thị một điểm ảo tưởng đường sống nào nói không chút khách khí chẳng lẽ cát hạ là định tay không bắt giặc đem giá trang của hồi môn của nữ nhi chúng ta lấy sạch sao nghiêm thị sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ giá trang. Hàn lập nghe đối phương vừa nói như thế, mặc dù thần sắc không động, nhưng trong lòng lại không khỏi trở nên có chút buồn bực. Âm độc trên người ta, vốn chính là phu quân các ngươi ban cho, bây giờ không tìm các ngươi quấy giày đã là tốt lắm rồi, còn muốn thế nào? Hàn lập căm hận nghĩ thầm. Nhưng Hàn lập cũng hiểu được, lời nói như vậy lúc này nói ra khỏi miệng cũng không có chút ý tứ nào. Những phu nhân này xem bộ dạng nếu không nắm được điểm có lợi trên người mình, nhất định sẽ không đưa cho noãn dương bảo ngọc vì vậy hàn lập cúi đầu trầm ngâm một chút sau đó ngẩng đầu hắng giọng một chút nói sang sảng ta cho các ngươi hai con đường để lựa chọn các ngươi phải chọn lấy một một là trên dưới mặc phủ các ngươi lập tức sắp xếp hành trang lên đường chuẩn bị rời khỏi lam châu đi tìm một địa phương thế lực thù địch không đến được ẩn cư tại đó làm một hộ phú quý bình thường mọi người giàu sang yên ổn nửa đời sau của các ngươi hoàn toàn thoát ly khỏi sự chém giết của các bang phái trong giang hồ mà sự an toàn suốt đường đi ta có thể hoàn toàn cam đoan sẽ không để cho truy binh của kẻ thù xúc phạm tới các ngươi hàn lập nói tới đây ngừng lại một chút quan sát biến hóa trên nét mặt của đám phu nhân chỉ thấy ngoại trừ nhị phu nhân lý thị có chút máy động tâm ý ra nghiêm thị và tam phu nhân lưu thị đều trầm mặc không nói hiển nhiên là không đồng ý đề nghị này mà ngũ phu nhân vương thị hàn lập lại phải tới nhìn bằng vào bộ mặt như núi băng đó của nàng không thể tìm thấy điều gì hữu ích hàn lập thấy tình hình này âm thầm cười lạnh mấy cái, nghiêm thị và lưu thị đều là người rất có dã tâm, bắt các nàng buông xuống quyền lực của kinh giao hội, đi làm nữ nhân trốn thôn dã, các nàng khẳng định sẽ không nguyện ý, vậy là hắn đưa ra đề nghị này thì việc đã sáng tỏ rồi. Vẫn còn một lựa chọn chứ. Tam phu nhân thấy Hàn Lập không nói tiếp, không nhịn được hỏi một câu. Còn một đường, Hàn Lập rời khỏi ghế, đứng lên, nhìn trần nhà chậm rãi nói ra một con đường khác khẳng định đám người nghiêm thị chắc chắn, sẽ chọn. Chương 119, ý ngoại kiêu tức, Ta có thể phá lệ ra tay một lần, khiến cho hai thủ lĩnh đầu mục của hai bang hội kia biến mất, nhưng điều này chỉ giới hạn một trong hai bang hội. Bởi vì nếu như hai đại bá chủ đồng thời gặp chuyện không may mà nói, rất dễ khiến cho người ta chú ý, nguy hiểm sẽ gia tăng thành mấy lần, không đáng cho ta phải mạo hiểm. Hơn nữa ngoài hai cách này ra, ta sẽ không nhượng bộ chút nào nữa." Hàn Lập nói xong lời này, khuôn mặt trở nên đanh lại, không mở miệng nữa, hắn lạnh lùng chờ đám phu nhân đưa ra câu trả lời. Đám người nghiêm thị sau khi nghe thấy Hàn Lập nói ra cách lựa chọn thứ hai, trên mặt không che giấu được vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng các nàng sau khi nhìn nhau, vẫn không quyết định ngay. Các hạ có thể để cho tỉ muội bọn thiếp thương lượng một chút, rồi trả lời lại cho công tử được không, dù sao đây không phải là chuyện nhỏ, đám bọn thiếp chính phải lo lắng chu toàn một chút mới được. Nghiêm thị thận trọng nói, đương nhiên có thể, ta không phải người không thông tình đạt lý, nhưng chậm nhất là sáng mai, phải có câu trả lời để cho các ngươi thời gian cả ngày, cũng đủ để các ngươi thương lượng kỹ lưỡng rồi. Hàn Lập sau khi nói xong lời này, liền không để ý tới chúng nữ nữa, nghênh ngang bỏ đi. Hàn Lập xuống lầu nhỏ, cũng không có về căn phòng đầu hồi, mà dưới ánh mắt kỳ quái của đám đại hán, vênh vó ra khỏi mặc phủ, dọc theo đường đi sau khi xác định không có người nào theo dõi, Hàn Lập rốt cục về tới khách sạn mà mình chọn. Vừa bước tới cửa lớn của khách sạn, Tôn Nhị Cầu vội vội vàng vàng tiến lên nghênh đón. Định nói gì, tới trong phòng ta rồi hãy nói, không đợi cho Tôn Nhị Cẩu mở miệng nói chuyện, Hàn Lập thản nhiên căn dặn. Dạ, công tử ra. Tôn Nhị Cẩu cung kính đi theo phía sau Hàn Lập. Vào tới trong phòng, Hàn Lập đi tới bên cạnh giường. Vươn vai một cái, mới thờ ơ hỏi, xem ngươi trở thành bộ dạng thế này, chẳng lẽ có việc gì rất quan trọng cần nói cho ta biết sao? Công tử, đích xác có chút đại sự không xong, cần phải bẩm báo với lão nhân ra ngài. Tôn Nhị Cẩu hơi tiến lên trước nửa bước, nói có chút thần bí. Định nói cái gì cứ việc nói thẳng không cần phải ra vẻ. Hàn lập lức xéo tôn nhị cầu một cái. Hắc hắc, không phải tiểu nhân cố tỏ ra thần bí, mà đúng là có việc không xong đã phát sinh. Tiểu nhân thu được tin tức xác thực, gần đây nhất có một nhóm đông thần tiên ước hẹn tụ tập tại phụ cận thành Giang Nguyên, mở cái gì thần tiên đại hội, nghe nói chỉ cần có thể tham gia hội này, phàm phu tục tử cũng có thể lập tức thành tiên, trở thành một vị tiên gia. Tôn nhị cầu nói phun cả nước miếng. Thần tiên. Hàn lập có chút sửng sốt, đúng vậy đã có người chính mắt nhìn thấy qua những loại thần tiên này có thể đằng vân giá vũ còn có thể phóng điện phun lửa công tử ngươi nói xem nếu như không phải người có phúc lớn làm sao có thể tùy tiện chứng kiến thần tiên đó được tôn nhị cẩu nói có chút đố kỵ xem bộ dạng đó của hắn trước đó những người hận không thể nhìn thấy thần tiên tất cả đều đổi thành bản thân hắn hàn lập lúc này đã sáng tỏ thần tiên theo như lời tôn nhị cẩu chính là tu tiên giả chỉ là người trong bang phái bọn họ làm sao có thể biết chuyện đụng chạm của tu tiên giả được hàn lập có chút giật mình ngươi là thế nào mà biết việc này người biết được tin tức này rất nhiều à hàn lập thấy hứng thú tin tức này tuyệt đối đáng tin cậy là huynh đệ trong bang ta chính tai nghe thấy nhưng bởi vì bang chủ sợ thần tiên trách tội cho nên hạ lệnh cấm truyền ra chỉ có cấp cao của tứ bình bang chúng ta mới biết được tin tức này mà ta lấy được tin mật này cũng là từ một vị cấp cao ở đó say rượu Ta thiết nghĩ cao nhân như công tử đối với cái này nhất định cảm thấy hứng thú, cho nên liền vội vàng chạy tới, vừa đúng lúc công tử trở về. Tôn nhị cầu tranh công ân cần nói. Ồ, khổ cực cho ngươi quá, ta sẽ không quên. Nhưng trước tiên hãy nói cụ thể bang chúng kia làm sao có thể tránh được tai mắt của thần tiên, nghe được tin tức đó. Hàn Lập chỉnh lại thần sắc, bắt đầu truy hỏi nghiêm chỉnh. Điều này có thể liên quan quan tới độ tin cậy của tin tức, vì thế Hàn Lập không dám bất cẩn chút nào ta cũng là nghe bề trên say rượu kia nói thôi, sự việc là như vậy, tôn nhị cậu không dám nói láo, đem chuyện mà hắn đã nghe được thành thực nói cho hàn lập. Thì ra tên bang chúng lấy được tin tức này, cũng là một đầu mục nhỏ của tứ bình bang, vốn mấy ngày trước hắn đến ngoài thành phía Tây làm cuộc mua bán lớn, nhưng ai ngờ tình báo có lầm lẫn, đối phương quá khó giải quyết, ngược lại bị chém giết tơi bời, phải chạy trốn vào rừng. Vì trốn tránh sự truy sát của đối phương, hắn trốn đến một cánh rừng gần đó lánh vào bên trong một cái cây rỗng, nhưng ai ngờ địch nhân còn chưa tìm tới cửa, thì đột nhiên có một con quái ưng hai đầu vô cùng to lớn từ trên trời hạ xuống, chính cái bề ngoài kinh khủng của con ưng khổng lồ đó đã làm cho bang chúng sợ, đến hồn phi phách tán. Người này trước nguy cơ trái lại cũng cơ trí, không ngờ đột nhiên nghĩ ra cách sử dụng quy tức công, lưu truyền rất rộng rãi trên giang hồ, làm cho khí tức, nhịp tim chậm lại cực điểm, chuẩn bị tiến nhập vào trong trạng thái giả chết, tránh được sự phát hiện của quái ưng. Đúng lúc hắn sắp mất đi trí giác, thì trên lưng chim ưng lại truyền đến cuộc đối thoại của một đối thanh niên nam nữ, thì ra trên lưng con ưng khổng lồ không ngờ còn có mang người, chỉ là thân hình con ưng kia quá lớn mà hắn lúc ấy vừa hốt hoảng lại khẩn trương, cho nên đã không thể kịp thời phát giác người trên lưng chim ưng. Cứ như vậy, hắn trong mơ mơ hồ hồ nghe được đầu đuôi việc thần tiên đại hội, khi đó hắn mới biết được đôi nam nữ này nguyên lai là thần tiên, nhưng lúc này quy tức công đã hoàn toàn phát tác, hắn trong hối tiếc liền mất đi chi giác. Khi hắn lần nữa tỉnh lại thì đã là buổi sáng ngày thứ hai đôi nam nữ kia cùng quái ưng sớm đã không còn bóng dáng, vì vậy, sau khi đấm ngực dậm chân hắn buộc lòng phải cúi đầu ủ rũ quay lại trong bang. Vừa về tới nơi, hắn mau mồm mau miệng, đã không tự kìm hãm được đem việc này nói cho thượng cấp của mình, mà thượng cấp của hắn nghe được không dám giấu giếm, lại báo với bang chủ viên tí, trầm trọng sơn, tiếp theo thì phát sinh việc có lệnh cấm truyền ra. Hàn lập sau khi nghe xong giảng giải của tôn nhị cẩu, trên mặt không có biến hóa gì, nhưng trong lòng lại khó có thể kiềm chế được kích động tụ hội của hàng loạt tu tiên giả. Đây thực sự là một cơ hội trăm năm không gặp, nếu như hắn có thể tham gia mà nói, vậy có thể chân chính tiếp xúc với thế giới của tu tiên giả rồi, mà không cần phải giống như bây giờ, giống như kẻ mù mò mẫm, ở trên con đường tu luyện đâm đầu loạn khắp nơi. Hàn lập hết sức dần hưng phấn trong lòng xuống, suy nghĩ một chút, sau đó cố gắng chấn tĩnh hỏi, người đó có nghe được, nam nữ thần tiên nói lúc nào, ở đâu sẽ cử hành thần tiên tụ hội hay? Không. Chương 120, định kế đoạt bang, thời điểm nào thì không có nói đến, chỉ là nghe khẩu khí phẳng phất là ngày gần đây nhất. Về phần địa điểm mở hội hình như cũng không có nói qua. Tôn nhị cẩu gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói. Hàn lập lông mày nhíu chặt, xem ra tin tức mà tôn nhị cẩu biết cũng không xác thực, khẳng định có rất nhiều chỗ thiếu sót. Vì vậy hắn cúi đầu trầm ngâm một lát, trong đầu đột nhiên chợt lóe lên một tia sáng, có một chủ ý rất thần kỳ. Hàn lập bắt đầu cẩn thận đánh giá tôn nhị cẩu, đột nhiên mỉm cười nói với hắn, Tôn nhị cẩu, mấy ngày nay ngươi làm việc khiến ta rất hài lòng, đặc biệt là tin tức cuối cùng công lao càng không nhỏ, cho nên ta chuẩn bị trọng thưởng cho ngươi. Tôn nhị cẩu vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, trên mặt cũng không khỏi vui như nở hoa. Không ngờ rằng chỉ cung cấp mấy tin tức nhỏ mà thôi, là có thể thu được thưởng thức của vị đại gia này, chuẩn bị muốn đền đáp xứng đáng mình. Xem ra vị này làm việc thật đúng là rất giảng khoái, không hiểu đối phương trọng thưởng thế nào cho mình, chẳng lẽ định ban cho một đống vàng bạc châu báu sao? tôn nhị cẩu không khỏi mơ mộng viển vông. Ngươi có hứng thú làm bang chủ tứ bình bang hay không đây? Hàn lập một từ choáng váng trời đất, làm cho tôn nhị cẩu sợ đến sắc mặt đại biến, mất hồn mất vía. Công tử ra tròng gẹo cái gì, chớ nên bỡn cợt tiểu nhân. Tiểu nhân bao nhiêu tài đức, như thế nào có tư cách làm người đứng đầu một bang được? Tôn nhị cẩu mặt thộn ra, thì thầm nói. Tại sao không được? Có ta ở phía sau chống đỡ cho ngươi, một cái tứ bình bang nho nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay hơn nữa ngươi cam nguyện là một đầu mục bé nhỏ trông kho như vậy cả đời sao? Hàn lập cười nhẹ dụ dỗ nói. Tôn nhị cẩu nghe thấy lời này, trên mặt không ngừng biến đổi, vừa có vui mừng, cũng có sợ hãi, kích động thì lại càng nhiều. Chỉ cần là một nam nhân, có ai mà không muốn có một ngày có thể ngồi ôm mỹ nhân, tay nắm quyền lớn, có thể nắm trong tay sinh tử của người khác. Dã tâm chôn giấu ở nơi sâu nhất tại đáy lòng tôn nhị cẩu, bị hàn lập nói mấy câu nhẹ nhàng làm bùng lên, có điều hắn còn có chỗ hơi cố kỵ, bởi vậy cũng không có lập tức mở miệng đáp ứng hàn lập bang chủ chúng ta và tam đại hộ pháp dưới tay võ công cũng không hề kém công tử có thể khẳng định chế phục được bọn họ sao tôn nhị cầu thử dò xét thấp giọng hỏi chế phục bọn họ ha ha điều này có cần thiết không giết sạch là được hàn lập cười lạnh nói bộ dạng như là bọn chúng là chuyện vặt vậy tôn nhị cầu thấy vậy không khỏi dùng mình một cái sát tính của vị công tử này thực là lớn nếu như không đáp ứng, e rằng bản thân cũng sẽ lập tức bị xử lý mất. Nếu công tử đã coi trọng tiểu nhân như thế, tiểu nhân lập tức đem cái mạng này bán cho công tử, hết thảy đều nghe theo sự phân phó của công tử ra. Tôn nhị cầu dưới sự thi triển cả cứng lẫn mềm của Hàn Lập, rốt cục nguyện ý mạo hiểm một phen. Tốt, vậy được rồi. Hàn Lập khẽ gật đầu hài lòng. Cho ta thời gian ra ngoài gần nhất của bang chủ các ngươi. Hàn Lập tùy tiện hỏi. Có thì có, hắn mấy ngày nay chiều nào giờ ngọ, cũng đều muốn đi thanh lâu đông khách nhất Tây Thành Tiêu Tương Viện, hắn gần đây nhất si mê Tiểu Kim Chi đứng đầu bảng hiệu nơi đó. Chỉ là tam đại hộ Pháp kia cũng sẽ hộ tống hắn cùng đi, sợ rằng có chút khó ra tay. Không thì phải đợi mấy ngày nữa, tìm thời cơ tốt hơn. Tôn nhị cầu từ lúc đã đáp ứng, liền. Lập tức vì mạng nhỏ của mình và vinh hoa phú quý mà dốc hết toàn lực. Không cần, nếu đã biết thời gian địa điểm, vậy lấy đi cái mạng nhỏ của bọn đúng là việc dễ như trở bàn tay. Hàn lập nói vẻ hời hợt, có điều, sau khi bọn chúng chết, ngươi sợ rằng vẫn không có năng lực tiếp quản tứ bình bang sao? Đúng vậy, tiểu nhân ở trong bang chỉ là một đầu mục tầm thường, so với tiểu nhân người có thân phận cao, tư cách lão luyện hơn còn có một lượng lớn. Tôn nhị cẩu xấu hổ nói, không quan hệ, ta đã nói cho ngươi làm bang chủ tứ bình bang, thì nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành. Ta sẽ đem khúc hồn cấp cho ngươi, đem những kẻ phản đối ngươi đều xử lý hết, cũng sẽ tạm thời theo sát để bảo vệ ngươi một khoảng thời gian. Hàn lập tự tin nói sau đó Hàn Lập vọt về phía vách phòng gõ nhẹ ba cái không nhanh không chậm, kết quả chỉ một lát sau, khúc hồn đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Đem cái này cầm giấu kỹ vào người, chỉ cần có vật ấy trong người, khúc hồn sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, sẽ xử lý hết địch nhân địch nhân của ngươi, giúp ngươi lên ngôi băng chủ. Hàn Lập từ trong áo đem ra dẫn hồn chung, kia, sau khi lấy tay vuốt nhẹ một cái, trịnh trọng giao cho tôn nhị cẩu. Người cầm dẫn hồn chung, cho dù không phải chủ nhân của khúc hồn, cũng có thể sai khiến khúc hồn, đó là một loại phương pháp khác mặc đại phu dạy cho hàn lập chế ngự khúc hồn ngoài ra chỉ cần chủ nhân cũ đã nhỏ máu huyết trên dẫn hồn chung không chết vậy những người khác động tay chân lại trên pháp khí cũng không mảy may tác dụng bởi vậy hàn lập cũng không sợ tôn nhị cầu lòng mang nổi loạn có chú ý khác tôn nhị cầu đã chính mắt thấy qua khúc hồn đại triển thần uy bởi vậy sau khi tiếp nhận lấy tiểu chung vui mừng lẫn sợ hãi vô song sự can đảm lập tức liền tăng lên rất nhiều đa tạ công tử ưu ái tiểu nhân nhất định đối với công tử sẵn sàng chết không từ nan dù sao hắn cũng rất cơ trí, biết rằng mình cho dù thực sự làm bang chủ Tứ Bình bang, cũng chỉ là con rối của vị đại gia này, bởi vậy khi có cơ hội, vẫn không ngừng bày tỏ lòng trung thành. "Ngươi trở về chuẩn bị một chút đi. Chỉ cần vị bang chủ kia vừa chết, ngươi tức khắc thừa dịp hỗn loạn tiếp quản Tứ Bình bang. Nhưng có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, đem tên gia hỏa nhìn thấy nam nữ thần tiên đó, không hao tổn gì đem tới cho ta, ta có điều muốn hỏi hắn, nhớ kỹ chưa?" Câu cuối cùng Hàn Lập nói nghiêm khắc vô cùng hiển nhiên trọng thị phi thường với điều này xin yên tâm công tử ra tiểu nhân nhất định sẽ đem hắn hoàn toàn nguyên vẹn đưa tới quyết sẽ không làm cho công tử thất vọng tôn nhị cầu lập tức tay vỗ vào ngực lập lời thề nhìn qua bộ dạng vẻ mặt rất trung thành biết là tốt rồi mang cho khúc hồn xuống đi tới lần sau khi gặp ta ngươi chính là người đứng đầu một băng rồi hàn lập sắc mặt không đổi dặn dò tiểu nhân cáo lui tôn nhị cầu thấy hàn lập ra lệnh đuổi khách ngay lập tức cảm giác được lui ra ngoài phòng mà khúc hồn thì theo sát sau đó đợi cho tôn nhị cẩu vừa rời khỏi phòng hàn lập liền đứng dậy sau khi hắn đi vòng quanh nửa vòng trong phòng đột nhiên hé môi khẽ thổi một tiếng sáo uyển chuyển kéo dài kết quả một con vân xí điều kia từ ngoài cửa sổ lao vào đậu ở trên vai hàn lập hàn lập từ theo trong áo lấy ra một cái hũ nhỏ đổ ra một viên hoàng lật hoàn mà vân xí điều thích ăn nhất khẽ nhét vào trong miệng chim sau đó ôn nhu nói tiểu ra hỏa đuổi theo người mới vừa ra khỏi phòng kia nếu như hắn vừa rời phạm vi thành này muốn chạy trốn hãy lập tức tới báo cho ta biết vân xí điểu sau nghe xong hàn lập nói vậy kêu lên mấy tiếng vô cùng thông minh sáng suốt liền lại bay ra cửa sổ biến mất trong không trung